Nhà đọc truyện mời các bạn nghe bộ truyện Trùng sinh chi kiêu hùng cuộc khởi Thể loại, đô thị, hài hước Chương 726 Rất khó ra tay Little Torion đầy tham vọng không biết, ngay bên cạnh, lão quản gia Victor đã gửi một tin nhắn ngắn gọn trên điện thoại di động của mình. Bắt cóc, Las Vegas. Glock. Thành thật mà nói, hình dáng dọc nước của khẩu súng không phù hợp với thẩm mỹ của Tô Bình Nam, nó trông hơi kỳ cục, nhưng trang trí bằng vàng lại khiến nó trông rất lạ mắt. Vô tròi đưa khẩu súng cho Aston đeo. Sau khi lấy giấy phép sử dụng súng, Aston đã đặt nó trước mặt Tô Bình Nam. Cho ngươi đấy, ngươi giữ lại đi. Tô Bình Nam hiếm khi thích đồ vật bên ngoài. Bây giờ hắn giống như một người khổ hạnh không ngừng tiến về phía trước cho mục tiêu xa vời. Không, nó là của Bốt. Bốt mới là người thích hợp giữ nó nhất. Những lời nói của Aston là chân thành, cũng là suy nghĩ của hắn. Khẩu súng yêu thích của Johnny Torion chắc chắn là một bộ sưu tập rất ý nghĩa. Tô Bình Nam cũng không tiếp tục từ chối. Thấy tinh thần của Tô Bình Nam đang rất tốt, Aston lập tức đưa ra một đề xuất mới, bốt, ngươi cần một căn hộ cao cấp ở Manhattan, tuy rằng ngươi không thường xuyên đến nhưng khách sạn không an toàn. Aston đeo cảm thấy hơi khó hiểu khi Tô Bình Nam không mua nhà ở tinh điều quốc. Theo ý kiến của hắn, một bất động sản cao cấp nhất ở Manhattan có thể tránh thuế và phân phối tài sản của mình một cách hợp lý, vậy tại sao lại không làm điều đó? Hơn nữa, địa điểm mà các ông trùng phố quan tụ tập chắc chắn là nơi an toàn nhất. Tô Bình Nam nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy có chút hợp lý. Sau khi tập đoàn Cẩm Tú đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, hắn nhất định sẽ đến đây nhiều hơn, quả thực đã đến lúc sở hữu một ít bất động sản. Nhớ đến kiếp trước, hắn đã từng đứng trong bóng tối dưới tòa nhà chọc trời của nổi tiếng ở Thượng Hải, cảm giác trên vên khiến nam nhân mạnh mẽ này có chút mất hồn. Điện thoại di động của Aston đeo vang lên, hắn ngẩng đầu lên nhìn Tô Bình Nam, trầm giọng nói, tin tức từ nội gián. Chuyện gì? Sắc mặt Tô Bình Nam vẫn bình thản như cũ. Little Torion dự định lên kế hoạch bắt cóc Dương Thiên Lý, ý đồ thông qua phương thức này để có được cổ phần của Cẩm Tú Thành, thuận tiện cho hắn rửa tiền. Tin tức nói tình cảnh của hắn bây giờ rất khó khăn. Áp lực từ các phương diện đều rất lớn. Aston vừa nói vừa nhìn ông chủ của mình bằng ánh mắt kỳ lạ. Lúc đó, lão to có thể nói là không cần gì cả, nhưng ông chủ của hắn vẫn sử dụng một trang trại trị giá một triệu rưỡi đô la để mở ra lỗ hổng từ đứa con trai mà hắn yêu thương nhất. Cuộc làm ăn này tiêu tốn gần 2 triệu đô la cộng với chi phí làm sạch hoàn toàn dấu vết, lúc đó Aston đeo cho rằng đây là vụ làm ăn không có lợi nhuận, nhưng kết quả tiếp theo đã khiến hắn cảm thấy bốt đối với nhược điểm tình người khiến người ta sợ hãi. Bây giờ có vẻ như mua một gia tộc Torion với giá 2 triệu là một vụ kinh doanh béo bở chưa kể kế hoạch lớn hơn của bốt vẫn đang được tiến hành từng bước. Không có những kẻ ngoài vòng pháp luật vững chắc nhất, gia tộc Torion giống như một tòa lâu đài trên không trung, việc Little Torion nhảy lên nhảy xuống đúng là có chút khó chịu. Tô Bình Nam khịt mũi coi thường đối với cái từ bắt cóc. Hắn nhìn Aston lạnh lùng nói, ngươi đã từng nghe một câu thành ngữ của Hạ Quốc chưa? Câu gì? Diệt cỏ tận gốc. Tô Bình Nam đốt một điếu xì gà sau đó nhả ra một ngụm khói màu xanh nhạt giọng điệu bình thản sự việc đã đến nước này rồi nên làm tuyệt thôi gây rất thận trọng nếu không guman đã không chọn hắn đi theo ninh tiểu ninh đến tin điều quốc phụ trách nghiệp vụ quan trọng như vậy sau khi tiếp nhận mệnh lệnh của ninh tiểu ninh hắn cẩn thận bắt đầu bố cục đây không phải là đất nước mexico vì vậy ngươi không thể làm mọi thứ một cách liều lĩnh hơn nữa đối phương có thể khiến hắc quả phụ coi trọng thậm chí không tiếc dùng kẻ địch sinh tử của toàn bộ tập đoàn làm ví dụ nói rõ đối phương tuyệt không đơn giản hắn biết mặc dù ninh tiểu ninh làm việc ngoan độc nhưng từ xưa đến nay nàng không bao giờ bắn tên mà không có đích hắn cử ra năm sáu cựu binh giỏi quan sát cùng một lúc kết quả thu về khiến hắn hơi cao mày rất khó ra tay thứ nhất địa vị của người đàn ông phương đông này đối với người sicilia cao hơn so với những gì hắn tưởng tượng thậm chí những nhân viên bảo vệ vành đai ra vào cũng không thua kém giáo phụ nổi tiếng Michael Coleno. Thứ hai, hành tung của người phương Đông này cực kỳ bí ẩn. Những nơi ngư long hỗn tạp dường như không có sức hấp dẫn với đối phương. Ngoại trừ một số bữa tiệc của giới thượng lưu, trên cơ bản hắn chỉ ở khách sạn. Điều này khiến cho gây cực kỳ kinh ngạc. Từ trước đến nay, hắn chưa từng gặp một phú hào nào có kỷ luật như vậy. Thứ ba, cũng là điểm quan trọng nhất, thuộc hạ thiếp thân của người phương đông đó cũng giống như ông chủ của mình, cũng chính là cận vệ được bồi dưỡng ra từ Guzman. Trung thành, lại hung hãn không sợ chết. So với những kẻ cẩu thả, những kẻ này rõ ràng là nghiêm túc và tỉ mỉ hơn rất nhiều. Sự tồn tại của những người này gần như bịt kín mọi kẻ hở cho những cuộc tấn công thầm lặng. Lấy một ví dụ, một trong hai tai mắt của hắn lúc 4 giờ sáng, ăn mặc như một kẻ say rượu, cố tình ấn nhầm tầng khi cửa thang máy của tầng mà người đàn ông phương đông đang ở mở ra thuộc hạ của đối phương đã xuất hiện trước mặt hắn tai mắt đó rất thông minh đối đáp hợp lý đối phương cũng rất khách sáo nhưng trong quá trình tra hỏi vẫn âm thầm dò xét toàn thân điều này khiến cho tai mắt toát mồ hôi lạnh cũng may hôm đó tai mắt không mang theo vũ khí nếu không hậu quả thật khó mà chịu nổi thật khó để một vị khách quý của người sicilia biến mất một cách lặng lẽ Chương 727, bạo lực là thủ đoạn, không phải mục đích. Khi Gay đang vô kế khả thi, hắn ngạc nhiên phát hiện luật sư của đối phương thường xuyên tiếp xúc với một số đại lý bất động sản nổi tiếng. Muốn mua nhà, mua nhà chắc chắn sẽ đi xem nhà, đó là lẽ thường cơ bản. Đặc biệt nhà giàu lại càng phải có những yêu cầu cực kỳ khắc khe về sinh hoạt. Đây chính là cơ hội để tấn công. Gay quyết định điên cuồng một lần. Nghĩ đến hậu quả dẫn phát khi thực hiện một cảnh tượng hoành tráng, hắn càng thêm sợ hãi ánh mắt thâm độc khi hắc quả phụ nhìn hắn. Hắn có thể thoát khỏi tinh điều quốc, nhưng lại trốn không thoát tình nhân Guzman tin tưởng nhất. Thời gian trôi qua, bao điều vô tình đã thay đổi. Mèo già đã chết. Khi các ban ngành liên quan tìm thấy hắn, tim của hắn đã ngừng đập. Cái xác bị mất nửa đầu khiến hắn trông hơi kinh hãi, nhưng vẫn có thể từ hình xăm mà nhận ra hắn là ai một nhân viên điều tra đã mở bàn tay mà hắn nắm chặt đến chết, trong đó có một số tiền có thể nói là lớn đối với cái khu quảng trường này. 300 đô la cũng là tài sản duy nhất mà hắn để lại. Tất nhiên, cuộc sống nhạt nhòa của hắn chỉ để lại cho cõi đời này vài đứa con và một người vợ sắp bị cuộc sống vùi dập. Hoàn cảnh này không gây ra bất kỳ sự biến động nào về mặt tình cảm cho những người còn lại trong quảng trường thậm chí không có một người bạn nào khi còn sống đến thăm gia đình nghèo rất mùng tơi của hắn. Cái việc không có ai đến cũng cho thấy thực trạng xã hội đẫm máu hiện ra trước mặt một số đứa trẻ hiểu chuyện. Ngoại trừ a Sau khi đưa đến 200 đô la, hắn cũng không an ủi vợ của mèo già đang khóc thúc thiết, chỉ thở dài bước đến trước đứa con trai của hắn. Đưa tay sờ mái tóc xoăn của đứa nhóc đã cao tới vai, hắn nói, nghe nói ngươi chơi bóng rổ rất tốt, Ta có quan hệ không tệ với huấn luyện viên cấp 3, nếu ngươi có lòng tin, đây là cơ hội để thay đổi số phận của ngươi. Cấp cứu không cứu được cái nghèo. Một đứa trẻ ở độ tuổi này có thể được mọi người biết đến trong khu ổ chuột, AZ không muốn lãng phí tài năng thiên phú đó. Cảm ơn, ta sẽ nói khi cần. Alan Iverson sốt sắng gật đầu nhận lấy thông tin liên lạc của nam nhân duy nhất đến nhà bày tỏ lòng tốt sau khi ba của hắn qua đời. Ngay lập tức ánh mắt hắn dán chặt vào những kẻ đang cười khúc khích ở một góc phố khác. Tên khốn giết ba của hắn cũng đang ở trong đám người đó. Đại cẩu và thai kỳ vì muốn gia nhập vào vòng tròn của vô jo troi mà đã ra tay giết chết ba của hắn. Nguyên nhân chủ yếu chính là đối phương có tiền. Đây là lần đầu tiên Iverson nảy sinh khát vọng đối với tiền tài. Bóng rổ thật sự sẽ thay đổi vận mệnh của hắn sao? Những người của tập đoàn Cẩm Tú đã ở Quảng Thành 3 ngày. Trong 3 ngày qua, công ty ML gần như phát huy hết thế mạnh, các loại phương pháp đều lần lượt được sử dụng, ngay cả giám đốc lý ngày thường luôn vân đạm phong khinh cũng gia nhập, nhưng những người kia vẫn có vẻ không được mặn mà cho lắm. Nhưng mấy ngày qua cũng không phải không có kết quả. Ví dụ như Hồ Tư Tư của công ty đã thành công mời đối phương ăn tối, hơn nữa còn là người phụ trách giám đốc trang. Ở đâu có người ở đó có giang hồ. Câu nói này cũng không ngoại lệ ở công ty ML ánh mắt của những người trong công ty đều kỳ quái khi nhìn về phía hồ tư tư có vẻ như hai bên đã đạt được một thỏa thuận nào đó không thể miêu tả lý tuệ không tin hồ tư tư là loại người đó nàng tận mắt nhìn thấy sự cố gắng trong công việc ngày thường của hồ tư tư nếu chịu làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy nàng cần gì phải sống cuộc sống khó khăn trong thời gian qua nhưng là một người bán hàng có kinh nghiệm nàng cũng nhìn ra được thái độ của vị giám đốc trang kia đối với hồ tư tư hoàn toàn khác điều này khiến cho nàng sinh ra một suy nghĩ hoang đường tư tư lý tuệ lên tiếng gọi hồ tư tư đang cố gắng làm quen với tài liệu trầm ngâm một chút nàng mới nói làm nghề của chúng ta đặc biệt là phụ nữ có rất nhiều lời đồn đại ngươi đừng để trong lòng hồ tư tư gật đầu nàng thừa hưởng sự cứng rắn của ba mình hai năm kinh nghiệm khiến nàng trưởng thành hơn nhưng nàng vẫn lễ phép giải thích với cấp trên của mình ta không phải loại người như vậy tùy bọn hắn muốn nói thế nào thì nói chính là như vậy lý tuệ nhìn chung quanh cũng không có ai chú ý đến cuộc nói chuyện giữa hai người lúc này mới ngượng ngùng nói ta biết rõ ngươi là người thế nào nhưng dừng lại ánh mắt lý tuệ nhìn nữ hài quật cường còn mang chút thanh thuần trước mặt có chút không đành lòng nhưng vẫn quyết định nói ra nhưng cái nghề này chính là lấy thành bại luận anh hùng. Đa số thời điểm kết quả quan trọng hơn quá trình. Lý Tuệ nhìn ánh mắt kinh ngạc của nữ hài, nói tiếp, ban giám đốc đã quyết định, nếu ngươi có thể lấy được đơn hàng này, vị trí giám đốc khu vực phía bắc ngoại trừ ngươi thì không còn ai khác. Hồ Tư Tư ngây ra như phỏng. Lý Tuệ thở dài, vỗ vai đối phương nói, ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Thời gian còn sớm, tối nay hãy ăn mặc cho thật xinh đẹp. Nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của Lý Tuệ, Hồ Tư Tư nhăn mày, ngay cả đầu ngón tay cũng lạnh buốt vì tức giận. Bạo lực là thủ đoạn, không phải mục đích. Lạm dụng bạo lực sẽ chỉ làm cho sự tình trở nên phức tạp hơn mà thôi. Tô Bình Nam tự mình hiểu được mối liên hệ quanh co với Hồ Tư Tư. Qua điện thoại, hắn nói với Tiểu Trang Nghiên về xu hướng giải quyết tai họa ngầm bằng bạo lực, là người thì phải có nhược điểm chết hoặc cám dỗ cực lớn cũng có thể đánh xuyên phòng tuyến trong lòng. Hơn nữa, giọng điệu của Tô Bình Nam trong điện thoại rất lạnh, khống chế một người còn thú vị hơn nhiều so với tiêu diệt một người. Chương 728 Tìm nhầm người rồi. Địa điểm hẹn gặp giám đốc trang của tập đoàn Cẩm Tú là ở nhà hàng Hải Thiên Tiến Tâm Lừng Lẫy. Công ty ML xem như đã bỏ hết tiền vốn. Hải sản nơi này đắt nổi tiếng, cộng thêm rượu vang đắt tiền, giá cả tượng trưng cho thành ý, trong lúc chờ xe, Lý Tuệ không vui nổi. Mặc dù khi nàng nói những lời kia cũng có chút áp lực nhưng nhiều ít cũng có được lợi ích cho mình. Bây giờ, nhìn cách ăn mặc của Hồ Tư Tư, hiển nhiên Hồ Tư Tư đã không để cuộc nói chuyện buổi chiều trong lòng. Điều này khiến cho nàng ít nhiều gì cũng có chút không vui. Bây giờ, cách ăn mặc của Hồ Tư Tư chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, đó chính là bình thường. Áo lông màu trắng, quần jean, bên trong là một chiếc áo thun cao cổ. Xe đến. Có cần ta đi với ngươi hay không? Mặc dù Hồ Tư Tư rất giỏi, nhưng đơn hàng này quá lớn, cộng thêm thái độ của nữ hài khiến cho Lý Tuệ không yên lòng. Không cần. Điều kiện gặp mặt ăn cơm của giám đốc Trang là không cho phép nhân viên khác của công ty ML xuất hiện. Mặc dù Hồ Tư Tư cảm thấy hơi lạ nhưng cũng không dám nói thêm cái gì. Phòng bao rất lớn bày biện các món ăn rực rỡ một nam nhân trung niên với cái bụng hơi ngấn mở đang ân cần giới thiệu món ăn với giám đốc trang phòng bao khá nóng nam nhân chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng điều này khiến cho hồ tư tư cảm thấy hiếu kỳ một nhà hàng nổi tiếng nhưng chọn lựa nhân viên phục vụ lại không nghiêm ngặt hình thể như vậy cũng có thể làm nhân viên phục vụ lần đầu tiên đến đây nên nàng không biết nam nhân trung niên bụng mỡ đang cúi người trong mắt nàng muốn xuất hiện nơi này khó đến cỡ nào nếu có lý tuệ đi cùng nàng sẽ có thể đưa ra đánh giá thực lực của tập đoàn cẩm tú ở quảng thành bởi vì không phải ai cũng đủ tư cách để ông chủ của hải thiên hạ thấp mình như thế sự hồi hộp khiến hồ tư tư không có cảm giác ngon miệng với một bàn nhiều món ăn đắt tiền sau khi nói rõ những điều kiện mới nhất mà công ty có thể cung cấp cùng với một số dịch vụ hậu mãi khác hồ tư tư im lặng nam nhân kia không nói chuyện với nàng mà cứ nhìn nàng bằng ánh mắt kỳ lạ điều này khiến nàng hơi bối rối ta đến công ty ml là để thỏa thuận một giao dịch khác với ngươi trong bầu không khí im lặng tiểu trang bỗng nhiên lên tiếng giao dịch lý do thoái thác mà hồ tư tư đã cẩn thận chuẩn bị đột nhiên bị lời nói này làm cho xáo trộn ánh mắt của nàng hiện lên chút bối rối nàng cố tỏ ra vẻ trấn định ta thiếu chút nữa quên nói cho giám đốc trang biết ba của ta là cảnh sát còn là một cảnh sát rất có uy tín tiểu trang ngạc nhiên mấy giây nhìn biểu hiện của hồ tư tư và hai tay đặt trước người hắn nhịn không được cười lớn cười rất vui vẻ thậm chí còn ngã tới ngã lui hình ảnh này hoàn toàn khác với hình tượng nghiêm túc mà hồ tư tư nhìn thấy mấy ngày qua cười đã chưa dù sao hồ tư tư cũng còn trẻ tuổi nhịn không được lên tiếng nói một câu ngươi suy nghĩ nhiều rồi trang tử cường ngừng cười biểu hiện trở nên cực kỳ nghiêm túc ta không cần những điều kiện mà ngươi cung cấp điều kiện để tập đoàn cẩm tú mua tàu hàng của công ty ml chỉ có một ta muốn nhờ hồ tiểu thư giúp đỡ ta giúp ngươi ánh mắt hồ tư tư không hề có sự cao hứng mà tràn đầy hoài nghi và đề phòng nàng không còn là đứa con nít nàng không tin trên trời sẽ có đĩa bánh rớt xuống như vậy huống chi còn là một đĩa bánh rất lớn nàng đáng để đối phương bỏ ra chi phí lớn như vậy sao đúng trang tử cường mỉm cười cẩm tú sẽ sử dụng một triệu tiền hoa hồng và vị trí giám đốc chi nhánh phía bắc của công ty ml để mời hồ tiểu thư giúp đỡ hóa giải một hiểu lầm hiểu lầm hồ tư tư một chút cũng không tin lý do này của đối phương hiểu lầm gì mà đáng tiền như vậy đầu óc nàng vận chuyển thật nhanh nhưng vẫn không nghĩ ra được chút đầu mối nào tiểu trang hiểu lầm sự im lặng của hồ tư tư hắn nói tiếp cẩm tú làm việc ngươi cứ yên tâm chúng ta sẽ giữ bí mật mọi chuyện hơn nữa chỗ tốt mà ngươi nhận được bất luận nhìn từ phương diện nào cũng chỉ là hành vi thương nghiệp bình thường không có bất kỳ tai họa ngầm nào câu nói này chẳng những không bỏ đi nghi ngờ trong lòng hồ tư tư ngược lại còn khiến nàng sợ hãi thêm Rốt cuộc là hiểu lầm như thế nào đáng để đối phương phải chịu kín đáo sắp xếp hết thảy. Hơn nữa còn đồng ý giúp nàng tiêu trừ tất cả tai họa ngầm. Tiền là công ty ML trích phần trăm, chức vụ cũng là do tổng bộ ML quyết định. Nam nhân đáng sợ này chỉ núp đằng sau màn, tất cả đều có ML trắng đằng trước. Nghĩ đến đây, tính cẩn thận được di truyền từ Hồ Quốc Khôn đã chiếm thượng phong. Không được, nàng nhất định phải rời khỏi âm mưu kinh khủng này trong lòng đã có quyết định, Hồ Tư Tư quyết định rời khỏi vòng xoáy này. Ta, ta phải đi. Ta nghĩ giám đốc Trang đã tìm nhầm người rồi. Hồ Tư Tư nói vài câu không mạch lạc rồi đứng dậy. Nàng hoàn toàn không muốn biết nhiều hơn. Thứ nhất, nàng biết có một số việc nàng không thể trộn lẫn. Thứ hai, nội tâm run rẩy nói cho nàng biết nếu còn ở thêm một lát nữa, nàng sẽ không chống đỡ được vụ hoặc này. Chương 729 sa mạc đổi đời không phải là cơ hội mà là lựa chọn khi đối mặt với cơ hội tiểu trang cũng không ngăn cản vẫn ngồi ngay ngắn chỗ cũ chậm rãi nói lời nói có chút đâm thẳng vào tim có một số chuyện không dễ dàng kết thúc khi nó bắt đầu bây giờ ngươi rời đi danh tiếng của ngươi khiến ngươi chẳng những không cách nào đặt chân ở công ty ml thậm chí cái ngành bán hàng ở quảng thành này ngươi cũng không thể tiếp tục làm được nữa mạng lưới quan hệ và tích lũy mà ngươi có được trong hai năm qua sẽ tan biến chẳng lẽ ngươi muốn cả đời làm một nữ nhân chen lấn trên xe bus bẩn thỉu nữ hài bất giác dừng bước có đôi khi làm bạn tốt hơn là làm kẻ địch trang tử cường mỉm cười nhưng trong mắt hồ tư tư nụ cười đó giống như ác ma ngồi xuống đi giúp ta một việc sẽ thay đổi cuộc đời ngươi giống như có một loại ma lực hồ tư tư quỷ thần xuôi kiến quay về Lúc này, Hồ Quốc Khôn không biết đứa con gái duy nhất của hắn đang đứng trước một sự lựa chọn. Bây giờ, mặt của hắn trầm như nước nhưng trong lòng lại như kinh đào hải lãng. Thông cung, phản cung. Bốn chữ này không ngừng lan lộn trong đầu hắn. Sau khi mặt dày mày dạng, dùng hết thủ đoạn, vất vả lắm mới khiến lão lãnh đạo cho phép và ủng hộ, hắn nhanh chóng điều nhân viên một lần nữa thành lập tổ chức, tiến một bước làm rõ sự tình, đột nhiên hắn phát hiện một chuyện không thích hợp bao gồm lâm truyền phượng tổng cộng bốn người biết chuyến hành trình đến bến cảng cẩm tú đều phản cung trăm miệng một lời khăng khăng đây chỉ là hành vi thương nghiệp bình thường không chấp nhận những tội khác thật lợi hại hồ quốc không đọc tất cả những ghi chép về bốn người nhịn không được cảm thán một câu thời gian nói lên tất cả quan hệ thất cô bác đại được ghi bên trong tài liệu không cần đọc cũng biết là giả nhưng thời gian thăm hỏi là thật nhìn từ điểm này phản ứng của đối phương có thể nói là cấp tốc. Lão đại, bây giờ phải làm sao? Nếu không, chúng ta thẩm vấn ngay bây giờ. Không cần, bọn hắn sẽ không nói đâu. Hồ Quốc khôn lắc đầu. Ánh mắt của hắn rất độc. Những người đó, bao gồm Lâm Truyền Phượng đang sợ cái gì đó. Bởi vì sợ hãi và kiên kỵ khiến bọn hắn che giấu rất sâu nhưng Hồ Quốc Khôn vẫn có thể cảm nhận được. Hơn nữa, bản án đã kết, cứ dây dưa chút việc nhỏ đó sợ rằng sẽ bị một số người cho rằng lãng phí cảnh lực tổ chức vừa mới hình thành cũng sẽ gặp bất lợi trước đổi phương hướng dù sao đám người đó cũng không chạy được đâu chúng ta điều tra từ thủy sản cẩm tú canh chừng bọn hắn cho ta hồ quốc không tin chắc rằng là hồ ly thì nhất định sẽ lộ ra cái đuôi thủy sản cẩm tú khẳng định sẽ còn có động tác khác ta ngược lại muốn xem xem người nào dám xưng là long vương giọng điệu kinh thường, ánh mắt hồ quốc không trở nên kiên nghị. Bốt, ta đề nghị căn nhà này. Buổi sáng khi ngươi thức dậy, thứ đầu tiên ngươi sẽ thấy khi mở rèm cửa là tượng nữ thần tự do và dòng sông Hắc Sơn đang chảy chậm. Khi Tô Bình Nam nói muốn mua nhà, tốc độ tìm nhà của Aston tất nhiên không chậm. Với khối lượng tài sản của bốt bây giờ, tất nhiên phải tìm những căn hộ có giá cả đắt đỏ. Hiện tại có tám bộ thông tin bất động sản đặt trước mặt Tô Bình Nam cho hắn lựa chọn. Đây là căn nhà mà hắn hài lòng nhất, căn hộ chiếm toàn bộ tầng cao nhất của Baybacker, còn có một cái tên khác. Nóc nhà thế giới. Sa mạc ở Las Vegas thường đẹp hơn vào mùa hè. Nhìn ra ngoài cửa sổ xe, sa mạc mùa đông càng ngày càng hoang vắng. Little Torion thản nhiên nói, khóe miệng vẫn giữ nụ cười, hiển nhiên tâm trạng không tệ hiệu quả làm việc của Victor rất cao, vận may cũng tốt. Nhân viên của tổ chức vừa đến Las Vegas thì tình cờ gặp đối phương trong siêu thị, mọi việc diễn ra vô cùng lo Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ đến mức Little Torion có chút không thể tin được. Sau khi xác nhận lại nhiều lần, hắn lập tức lên đường. Bây giờ người đứng đầu xí nghiệp Hạ Quốc chết tiệt ở Las Vegas đã bị trói trong một giếng dầu bỏ hoang trên sa mạc, tình hình bây giờ khiến hắn không thể không vội hắn đã quyết định, bây giờ hắn không thể để lãng phí thời gian. Tên kia nhất định phải đưa ra lựa chọn tối nay. Nếu không đồng ý với việc chia cổ phần của gia tộc Torion, đối phương sẽ bị bắn thành cái sàn rồi ném ở đây. Little Torion cho rằng mình không phải là người keo kiệt, sẽ chia cho bên kia một ít lợi nhuận. Một bên là tiền, một bên là mất đi sinh mạng, chọn như thế nào, chỉ cần tên kia không phải kẻ ngốc sẽ biết được đáp án rõ ràng. Vì sao ngươi lại thích sa mạc vào mùa hè? Người hỏi chính là dốt. Cũng chính là thuộc hạ trong coi trang viên cao su. Hắn thấy chẳng có gì khác biệt giữa mùa đông và mùa hè ở cái nơi ma quái này. Bởi vì sa mạc vào mùa hè là nơi tốt nhất để đối phó với những kẻ ngỗ ngược. Chỉ mất có chục ngày thôi, nhiệt độ cao và những con kền kền tham lam sẽ khiến mọi thứ biến mất, không ai có thể tìm thấy. Đây là điều mà lão Johnny Torion đã từng nói Little Torion cố tình lặp lại, hắn đang bắt chước phong thái và giọng điệu của ba mình. Hắn đang muốn tạo cho lão quản gia Victor ấn tượng hung tợn và cứng rắn với những người phía dưới. Hắn không phải lão Johnny, hắn phải từng bước gây dựng uy tín của mình. Giúp không biết Hạ Quốc có một thành ngữ gọi là bắt chước bừa, nhưng gò má tái nhật cùng với cặp mắt không tự giác buông xuống của Little Torion khiến cho câu nói này thấy thế nào cũng không có sức thuyết phục. Trong xe trở nên im lặng, chỉ có tiếng máy điều hòa ong ong. Bầu trời cũng bắt đầu có tuyết, tuyết rơi càng ngày càng lớn, bao phủ mặt đất, rất nhanh che giấu hành tung của chiếc xe. Chương 730 Ta cần phải xứng đáng với đồng phục cảnh sát của mình. Hôm nay nếu có thời gian, chúng ta cùng nhau dùng bữa. Buổi sáng, cuộc điện thoại của Hồ Tư Tư khiến cho gương mặt trâu ria sồng xoàm của Hồ Quốc không tràn ngập nụ cười cả một buổi sáng, cũng làm cho những người bên dưới không khỏi thì thầm hôm nay lão đại mặt đen nổi điên gì vậy? Hôm nay ta có việc, các ngươi có thể tan làm sớm. Sau khi nhắn lại, Hồ Quốc không phớt lờ những lời hỏi thăm của người khác, vội vàng rời đi. Điều này khiến nhiều người bàn tán, cho rằng có chuyện trọng đại đã xảy ra. Biết con gái không thích vẻ ngoài lộn thuộm của mình. Hồ Quốc Khôn đã đặc biệt đi cắt tỉa tóc trước, cạo râu sạch sẽ, chờ ở quán cơm đã định trước cả giờ hẹn chiến tranh lạnh giữa hai người không phải ngày một ngày hai cái chết của người yêu thương là vết thương không thể hàn gắn và là khoảng cách không thể vượt qua giữa hai người nói thật hắn đã mặc cảm suốt mấy năm nay sau khi vợ mất hắn lại càng bận rộn với công việc hơn trong đó không tránh khỏi nguyên nhân không dám đối mặt với con gái đặc biệt là ánh mắt con gái nhìn hắn nỗi bất hận và cảm giác tội lỗi trong lòng khiến hồ quốc khôn người không hề thay đổi sắc mặt khi đối mặt với những tên xã hội đen hung ác nhất phải chạy trối chết. Nguyên nhân khiến vợ của hắn xảy ra chuyện bởi vì quá mệt. Hồ Quốc không ngày nào cũng bận biểu công việc ít khi ở nhà. Năm đó, mẹ vợ hắn bị bệnh hiểm nghèo. Vừa phải chăm sóc mẹ bệnh nặng vừa phải chăm sóc con gái còn nhỏ, vợ của hắn đã ngủ quên khi lái xe trên đường vào ban đêm, ngã xuống đường ống thoát nước do công trình dự án thoát nước của thành phố Đào khi mọi người tìm thấy thì thi thể của vợ hắn đã hoàn toàn lạnh buốt lúc đó hắn vẫn đang ở liêu đông vì một vụ trọng án một tuần sau hắn mới nhận được hung tin thời đại đó phương tiện giao thông không tiện khi hắn về đến nhà người cũng đã hạ tán đây cũng chính là điều khiến cho hồ tư tư tức giận nhất đến từ lúc nào vậy giọng nói thanh thúy của hồ tư tư vang lên bên tai hồ quốc khôn nam nhân ngẩng đầu lên phát hiện đứa con gái một năm không gặp đã hoàn toàn không giống hình dáng trong trí nhớ của hắn một bộ quần áo công sở chỉnh tề và nét mặt bất sự ngây ngô cho thấy con gái của hắn đã trưởng thành ta vừa mới đến thôi ngươi mau ngồi đi hôm nay bên ngoài lạnh lắm ngươi có cần uống ly nước nóng không hồ quốc khôn có vẻ hơi vụng về nhìn thấy con gái mỉm cười cũng không còn thái độ lạnh băng như trước cho dù nàng không gọi tiếng ba hắn vẫn cảm thấy vô cùng vui vẻ hồ tư tư ưu nhã ngồi xuống thành thạo gọi món ăn sau đó nhìn ba của mình ta muốn nhờ ngươi một chuyện hồ tư tư lên tiếng nàng còn chưa kịp nói ra chuyện gì hồ quốc không đã liên tục gật đầu đừng nói một chuyện mười chuyện ta cũng đều đáp ứng ngươi thật ra chuyện của cẩm tú chỉ là hiểu lầm ngươi đừng để ý coi như ngươi vì đứa con gái này mà làm một chuyện đi giọng nói của hồ tư tư không lớn nhưng lại như tiếng sấm bên tai hồ quốc khôn người luôn trầm ổn như hắn lại có chút thất thần hiếm thấy ngay cả động tác rót nước cũng ngừng lại giữa không trung nước từ trong ly tràn ra ngoài thuận theo mặt bàn chảy xuống mặt đất hồ nháo lấy lại tinh thần hồ quốc khôn cố gắng kiềm chế cơn giận nhìn nét mặt chờ đợi của con gái nhất thời bờ môi của hắn có chút trắng bệch và run rẩy người có biết mình đang làm cái gì không hơn nữa tại sao ngươi lại có liên quan đến bọn hắn? Lúc này, lần đầu tiên Hồ Quốc không sinh ra sợ hãi đối với tập đoàn Cẩm Tú chưa từng gặp mặt. Là một điều tra viên tội phạm đầy kinh nghiệm, tâm tư của hắn đủ kín đáo. Tại sao đối phương biết hắn đang điều tra bọn họ? Tại sao lại kéo con gái của hắn vào? Bọn hắn còn biết cái gì? Còn muốn làm cái gì nữa? Đủ loại suy nghĩ khiến Hồ Quốc không có chút thất thần. Ba, qua mấy năm nữa ngươi phải nghỉ hưu rồi hồ tư tư nói ra chuyện mà hồ quốc không nghe xong phải cảm thấy rất vui mới đúng ngươi không suy nghĩ cho ngươi thì cũng suy nghĩ cho ta một chút huống chi bọn hắn cũng không làm chuyện gì khác người không làm thì bọn hắn sợ cái gì có phải bọn hắn uy hiếp ngươi hay là ngươi đã nhận chỗ tốt gì của bọn hắn nếu có ngươi trả lại cho bọn hắn còn nếu bọn hắn uy hiếp ngươi ngươi cứ nói cho ta biết không cần phải sợ hồ tư tư lắc đầu không có bọn hắn chẳng cho ta chỗ tốt gì cũng không làm bất cứ chuyện gì mà ngươi cho rằng là phạm pháp đối với ta hồ quốc không nhìn con gái cả nửa ngày cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu tư tư thật xin lỗi ta không thể đồng ý với ngươi ta cần phải xứng đáng với đồng phục cảnh sát của mình vậy ngươi có cảm thấy có lỗi với ta có lỗi với mẹ của ta hay không lời nói của Hồ Tư Tư giống như đao, từ từ đâm thẳng vào tim gan của Hồ Quốc Khôn. Hai bên cuối cùng vẫn tan rã trong không vui. Nhìn ánh mắt quán hận và tuyệt vọng của con gái khi rời đi, đột nhiên Hồ Quốc Khôn có chút dao động. Hắn há miệng, nhưng ngay lập tức sự kiên định được giữ vững mấy chục năm đã khiến hắn từ bỏ ý định gọi con gái lại. Nam ca, đối phương không đồng ý. Tiểu Trang nhận được câu trả lời của Hồ Tư Tư liền gọi cho Tô Bình Nam hắn và tô bình nam đều là loại người vững tâm như sắc đối với ánh mắt khẩn cầu và tuyệt vọng khi hồ tư tư tìm đến cửa tất nhiên nhắm mắt làm ngơ cuối cùng đây chẳng qua chỉ là một vụ giao dịch mà thôi cũng không khác dự đoán cho lắm đối với loại người này từ trước đến nay ta chỉ kính nể nhưng không hề thích sau khi xử lý xong một đống chỉ thị từ trong nước tô bình nam xoa huyệt thái dương có chút đau vừa cười vừa nói Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hắn đều không có quy luật, nhưng không thể nào mấy ngày không về nhà. Giao thông ở đường Nam Khẩu cũng không được tốt. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 731. Little Torion chết. Tiểu Trang Uyển chuyển nói ra suy nghĩ của mình. Lý do. Khả năng thành công. Tô Bình Nam nói một cách không khách sáo, trong tư liệu có nói rằng phản ứng và thân thủ của người này rất nhanh nhẹn. Ngày thường làm bất cứ chuyện gì cũng đều có quy luật, ngay cả đèn xanh đèn đỏ cũng không vượt ẩu. Bình thường cũng chẳng uống rượu. Một cảnh sát như vậy, ngươi cảm thấy khả năng thành công là bao lớn? Tiểu Trang không nói. Cho dù thành công, điểm đáng ngờ quá nhiều, chẳng khác nào được không bù mất. Nên nhớ rằng, cho đến bây giờ, chúng ta làm việc giống như dẫm trên tấm băng mỏng. Ta biết rồi. Tráng Tiểu Trang triện mồ hôi lạnh, có thể thấy được sự uy nghiêm của Tô Bình Nam lớn như thế nào, ta cân nhắc không chu toàn, Nam ca. Ngươi không cần lo phương diện thủy sản nữa. Vâng. Tiểu Trang không hề có chút mâu thuẫn về tâm trạng, thậm chí còn không chút do dự, lập tức đồng ý ngay. Ta sẽ bảo Tô Văn Văn trở về tiếp quản thủy sản. Gần đây, ngươi có vẻ không áp chế được tính tình nóng nảy của mình. Ngươi đến chỗ ta mấy ngày rồi nói sao? Tô Bình Nam đập bàn, đưa ra quyết định. Vâng. Tiểu Trang trước kinh sau vui, trong lòng giống như được đại xá. Lão đại đồng ý giữ hắn bên cạnh, không bị đánh vào lãnh cung, chứng tỏ trong lòng lão đại còn xem trọng hắn. Mùi của giếng dầu bị bỏ hoang đúng là khó ngửi. Gió lạnh bên ngoài cũng không làm cho mùi này bớt đi bao nhiêu. Ngay khi Little Torion bước vào, hắn lập tức bịt mũi tỏ vẻ kinh tởm, rồi hỏi Cudo đang canh cửa, người đâu? ở bên trong. Ánh mắt Kudo nhìn Little Torion có chút thương hại. Nhưng Little Torion không nhận ra điều đó. Hắn nghe xong liền gật đầu, sau đó đẩy cánh cửa sắt ra. Bên trong rất sạch sẽ, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn ngạc nhiên, điều đập vào mắt hắn không như hắn mong đợi, chẳng có người nào bị trói ở đó cả. Giật mình lắm sao? Dương Thiên Lý mặc bộ đồ vét phẳng phiêu, miệng ngậm điếu xì gà, nào có dáng vẻ chật vật chứ? Ngươi! Kinh nghiệm của Little Torion vẫn còn quá ít. Hắn không kịp phản ứng, chỉ biết chỉ vào đối phương mà lắp bắt. Kudo đứng đằng sau không nhịn được lắc đầu. Nhưng ánh mắt không còn sự do dự. Ban đầu ta không cần đến, nhưng về sau ta đã đến. Dương Thiên Lý nói thật. Kế hoạch ban đầu của Tô Bình Nam chính là để viết to lặng yên dụ Little Torion đến nơi này, sau đó để đám người Kudo giải quyết nhưng Dương Thiên Lý vẫn đích thân đến hiện trường. Đây là vì tính cách của hắn. Bị đủ loại thủ đoạn buồn nôn của gia tộc Torion ép lâu như vậy, hắn cũng nhịn đủ rồi. Nếu không tự mình đến tiễn gia tộc Torion một đoạn đường cuối, trong lòng Dương Thiên Lý cảm thấy không được thoải mái. Khốn kiếp, người bán đứng ta. Trước cuộc Little Torion cũng kịp phản ứng, nhưng không phản kích mà phẫn nộ như một con trâu đực, quay người mắng Kudo ở đằng sau phản ứng của hắn chậm nhưng đám người cu lại không chậm. Khi hắn phản ứng, Kudo đã đánh thẳng một quyền vào bụng của hắn. Cơ thể vốn bị tử sắt móc sạch lập tức con người như con tôm bị đun sôi. Cu nhanh chóng lục soát toàn thân Little Torion đã mất đi phản kháng, nhìn không được kinh ngạc hỏi, ngươi không mang theo vũ khí. Little Torion thở hỗn hển, Cũng không trả lời, hai mắt đỏ bừng nhìn chầm chầm đám người cu ánh mắt chỉ toàn là sự oán độc ngươi nên cảm ơn ta đi. Người như ngươi mà còn dự định kế thừa gia tộc Torion, ngươi nhất định sẽ chết quan chết uổng. Tốt xấu gì ta cũng tiễn ngươi lên đường, còn thắp cho ngươi được nén nhang. Dương Thiên Lý nghe đối phương không mang theo vũ khí, cũng có chút khó hiểu. Người này phải cuồng vọng tự đại đến cỡ nào mới như vậy? Phì. Little Torion phun một bãi nước bọt về phía Dương Thiên Lý. Dương Thiên Lý nhìn vết bẩn trên ống quần cũng không tức giận, ngược lại còn có chút tán thưởng. Tối thiểu nhất, mặc dù tên gia hỏa này chẳng biết thứ gì, nhưng tốt xấu cũng có cốt khí, không làm mất mặt gia tộc. Đây cũng là điều duy nhất khiến cho đám người Kudo còn giữ lại sự tôn kính đối với Little Torion. Cả cuộc đời lão Torion căm hận nhất chính là hèn nhát. Mặc dù con của hắn chẳng ra gì, nhưng cuối cùng cũng không biến thành kẻ mà hắn ghét nhất. Little Torion không ngừng giải dụa, ánh mắt nhìn chầm chầm vào người hạ quốc. Hắn cảm thấy kinh ngạc trước động tác kỳ quái của đối phương. Dương Thiên Lý đốt ba điếu thuốc, sau đó cắm vào vũng bùn trước mặt hắn, rồi bái hắn một cái. Để hai chúng ta ở lại. Nam nhân nói xong liền quay người đóng cửa. Tiếng súng trầm muộn vang lên, giống như quả đen ồn ào trong bóng tối, mặc dù mọi thứ đều yên lặng trong gió tuyết. Mấy phút sau, mấy chiếc ô tô nối đuôi nhau rời đi, rất nhanh biến mất trong bầu trời đầy gió tuyết, chỉ để lại tưởng học sinh đang ngồi kích động ở ghế lái phụ trên chiếc xe bán tải. Thời gian không phụ người hữu tâm. Rốt cuộc hắn cũng đợi được cơ hội mà mình muốn. Nhìn mấy chiếc ô tô biến mất, hắn nhấn chiếc nút màu đỏ trong tay mình. Mấy điểm chống đỡ giếng dầu bỏ hoang phát ra âm thanh trầm đục, sau đó sụp đổ trong gió tuyết, chôn vùi mọi thứ dưới đáy sâu. Tiếng đổ sụp cũng không truyền đi bao xa, rất nhanh đã tiêu tán trong gió lạnh. Nhìn kiệt tác của mình, tưởng học sinh vô cùng hài lòng. Không ai chịu bỏ ra mấy triệu đô la để đi đào móc một giếng dầu chẳng chút giá trị, đồng thời bị vứt bỏ từ lâu. Tất cả bí mật đều sẽ bị mọi người quên lãng, bao gồm trang viên Torion. Khẩu vị của lão Victor rất tốt. Hắn khoan thai uống một tách hồng trà, ăn thêm miếng bánh, lặng lặng ngồi trong phòng khách xem tivi. Dưới ánh lửa của lò sưởi, gương mặt của hắn hiện lên nụ cười trẻ thơ. Hắn muốn về hưu, chương 732. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Có người muốn về hưu, nhưng có người thì cuộc sống chỉ vừa mới bắt đầu. Mùa đông tuyết trắng bao phủ toàn bộ khu rừng thật đẹp, đặc biệt dưới ánh nắng, cây cối tươi tốt phủ đầy tuyết, ánh sáng phản chiếu khiến Lý Thiên Cẩu đang kiểm tra cảm thấy rất vui vẻ. Hít thở bầu không khí băng giá vào phổi, Lý Thiên Cẩu trong trạng thái ngất ngây có cảm giác giống như trở lại đội tuần tra năm đó. Điều này khiến hắn thả lỏng vô cùng. Xuất ngủ đã hơn 3 năm, hắn vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cuộc chiến tàn khốc đó. Lời nói và hành động của hắn có phần lạc điệu với hoàn cảnh xung quanh. Đây là lần đầu tiên hắn nở nụ cười thả lỏng như vậy. Chẳng mấy chốc, nụ cười của hắn vụt tắt khi hắn đi tuần tra trên lâm trường. Sự trống trải đột ngột xuất hiện bên trong khu lâm trường khiến cho hắn sửng người. Rễ của hàng chục cây còn sót lại sau khi bị đốn hiện ra trước mặt Lý Thiên Cẩu. Hắn cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh, gần đó cũng không có vết tích dấu chân, xem ra cũng không phải chuyện phát sinh gần đây. Điều này cũng không làm khó được Lý Thiên Cẩu. Là một tinh anh trong quân đội, hắn có đủ tự tin và khả năng để tìm ra hung thủ đã làm việc này từ những manh mối mà hung thủ để lại siết chặt khẩu súng trường kiểu cũ trên lưng, Lý Thiên Cẩu đuổi theo những dấu vết mà người thường không thể tìm ra. Lúc này, hắn không biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì, đôi khi chuyện ân tình còn khó giải quyết hơn kẻ thù nhiều. Tô Văn Văn nhận được mệnh lệnh Tô Bình Nam điều hắn đến phụ trách thủy sản, nhưng hắn cũng không lập tức rời khỏi cảng thành. Làm việc thì phải đến nơi đến chốn. Hôm nay là ngày trọng đại của phi cơ Tô Văn Văn quyết định đợi kết quả của sự việc rồi mới rời đi. Du tiêm vượng Đây là một cách gọi, thật ra nó bao gồm ba địa phương, chính là du ma địa, tiêm sa chủy và vượng giác. Ba khu phố phát triển thương mại này có ý nghĩa to lớn đối với toàn bộ đám lưu manh ở Cảng Thành. Lâm mũi to có thể khiến đồn môn thuần một sắc, nhưng hắn có gan hay không? Không có. Bởi vì không ai dám nhắc đến chuyện lâm mũi to ủng hộ đại dê lên làm đầu lĩnh hòa ký rất nhiều người trong giang hồ chỉ đánh giá ba chữ địa đầu xà vì sao cho dù hắn có binh cường mã tráng nhưng chung quy vẫn không có can đảm đặt chân lên ba khu vực này trong lòng tất cả đám lưu manh ở cảng thành chỉ có lão đại nào cắm cờ ở ba khu vực này mới thật sự là mãnh nhân ba nơi này được xưng là vùng đất phong vân vùng đất anh hùng Mưa gió qua nhiều năm như vậy, cho dù đầu lĩnh thay biết bao nhiêu người, nhưng bất luận ai có thể đặt chân ở đây, mặc kệ cuối cùng rơi vào kết quả như thế nào, chỉ cần đề cập đến đều sẽ có người duỗi ngón tay cái, nói một câu anh hùng. Đêm nay, ánh mắt của vô số người đều tập trung vào đông đảo cắt ngang du tiêm vượng. Sau khi thế lực uy tín lâu năm của Hòa Ký là đại dê thượng vị, trải qua một loạt thỏa hiệp chỉnh hợp, ngồi vững vị trí của mình, cuối cùng đã đến lúc hắn thực hiện lời hứa của mình đánh vào du tiêm vượng, cắm cờ đặt chân. Là một trong những thế lực uy tín lâu năm môn sinh 10 vạn của Hoa Ký, ẩn nhẫn nhiều năm, rốt cuộc hắn đã lộ ra răng nanh của mình với tất cả giới lưu manh cản thành. Năm 97 sắp đến, Nhật bất lạc quốc không để cho bọn họ có cơ hội một lần nữa tẩy bài. Người có tầm nhìn xa biết rằng đây là lần duy nhất và cũng là lần cuối cùng. Cho nên, Hoa Ký đã thua không chịu nổi. Trời vừa rạng sáng những chiếc xe mini bút chật kín người lần lượt dừng lại ở ven đường. Những nam nhân mặc áo khoác đen lần lượt xuống xe, bầu không khí vô cùng lạnh lẽo. Quán trà Hồng Lợi là một nhà hàng có tuổi đời hàng thế kỷ. Cháo song bính của nhà hàng này gần như cung không đủ cầu. Nếu là ngày thường, vào thời điểm này tuyệt đối kín người hết chỗ. Xem ra không phải chỉ có chúng ta, dường như ngay cả người dân cũng biết chuyện. Nếu không, ở đây sẽ không vắng vẻ như vậy. Một cấp dưới mỉm cười với Sếp Lương đang cúi đầu ăn khuya, hương vị bữa ăn khuya nơi này quả thật không tệ. Không ai là kẻ mù lòa cả, ngoại trừ đám lão quỷ. Giọng điệu Lương Văn Diệu tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn đã hơn một lần báo cáo để ngăn chặn vụ bạo lực này xảy ra. Nhưng cái tên lão quỷ kia lại ngoảnh mặt làm ngơ, lý do cuối cùng đưa ra càng làm cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Lấp không bằng khai thông. Cấp trên nói bằng cái giọng Quảng Đông không lưu loát, nhưng lại dùng một thành ngữ, những gì chúng ta có thể ngăn chặn hôm nay, chưa chắc có thể phòng được ngày mai. Đã như vậy, chúng ta hãy chờ đợi kết quả của bọn hắn trước khi đưa ra lời giải thích cho phương tiện truyền thông và công chúng. Sếp Lương biết dự định của những người này. Sự trở lại năm 1997 đã trở thành hiện thực, việc kiếm tiền đã trở thành mục đích chính trong suốt nhiệm kỳ của bọn hắn. Còn về vấn đề an sinh xã hội, chỉ cần các phương tiện truyền thông im lặng thì vấn đề rắc rối chẳng là gì đối với bọn hắn. Tuy nhiên, cái tên khốn kiếp đại dê kia tốt xấu gì cũng chọn thời điểm ban đêm để hành động, tối thiểu cũng giảm ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Cộng thêm mấy ngày nay chuyện xấu của lâm đại mỹ nữ bay đầy trời. Đoán chừng cũng không đưa đến sóng gió quá lớn. Quần ma loạn vũ. Một thuộc hạ khác hứng thú nhìn đám người tập trung bên ngoài, miệng không ngừng tán thưởng ngũ hổ hòa ký đều đến. Minh vương của hào mã bang cũng đến. Đám thái bảo của thập tứ ca cũng không thiếu người nào. Ánh mắt cấp dưới càng lúc càng mở to. Những người này ngày thường muốn gặp một người cũng khó. Hôm nay lại xuất hiện gần như toàn bộ ở đây. Đi. Xếp lương cắt ngang, người đến càng nhiều càng phiền phức. Đêm nay sẽ là một đêm không ngủ. Chương 733 đại dê ta cũng có thể làm được tinh thần căng thẳng cao độ ánh mắt hắn liếc nhìn qua đám người trẻ tuổi vô cùng trầm ổn ở bàn kế bên mặc dù đối phương ăn mặc không giống lưu manh nhưng sếp lương ngửi được mùi vị giang hồ ẩn tàng trên người đối phương cẩn thận bọn hắn là ngoại viện của một bên khác sếp lương hạ giọng nháy mắt ra hiệu với đám cấp dưới của mình hắn là lão giang hồ tất nhiên biết tính chất phơi ngựa còn nhiều hơn tranh đấu ngược lại đám ngoại viện kia khi ra tay không phân nặng nhẹ. Thậm chí súng đạn cũng có thể dùng, là tồn tại nguy hiểm nhất. Trước cuộc Lý Thiên Cẩu cũng lần theo dấu vết mờ mịt tìm đến nguồn gốc của đám lâm tặc đó, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến hắn có chút sững sờ. Đều là người quen. Những cây bị đốn hạ được chất thành đống ngay ngắn ở đó. Tất cả những người bận rộn xung quanh Lý Thiên Cẩu đều biết. Lão Lưu Gia tặng trứng gà, Lý Đại Chủy cho hai bịch bột mì trắng, Điều khiến Lý Thiên Cẩu ngạc nhiên nhất là còn có Lý Thôn Trưởng luôn mỉm cười và nói rằng có khó khăn gì thì cứ tìm hắn. Đến rồi à. Biểu hiện của Lý Thôn Trưởng chẳng những không hề có sự bất an, ngược lại còn nhiệt tình chủ động chào hỏi. Sau khi chào hỏi xong, những người còn lại cũng bắt đầu mỉm cười bắt chuyện với Lý Thiên Cẩu, biểu cảm trên mặt vẫn là nụ cười đơn giản và chân thật. Các ngươi. Các ngươi có biết mình đang làm gì không? Lý Thiên Cẩu thực sự ngạc nhiên không biết phải nói gì. Bọn hắn không biết điều này là vi phạm pháp luật sao? Khu rừng này là tài sản của đất nước. Biết. Nhị Cẩu đảng nói tiếp, không phải nói chứ Lý Sư Huynh ngươi là người có năng lực nhất. Có thể làm nhân viên kiểm lâm, qua mấy năm nữa, chỉ sợ ngươi đã có núi vàng núi bạc rồi. Mấy người trao đổi vài câu rồi tự mình đi làm, để lại Lý Thiên Cẩu quể oải đứng ở đó một mình nếu ngươi muốn kiếm nhiều tiền, hãy làm một nhân viên kiểm lâm. Cuối cùng hắn cũng hiểu được ý tứ của câu nói vẫn thường xuyên lẩm bẩm bên tai này khiến hắn có chút không thể chấp nhận được. Vâng, mọi thứ đều đã hiểu. Tất cả cái gọi là hợp tác, tất cả quà tặng được gửi đến nhà, tất cả mọi thứ đều do những người này muốn hắn làm ngơ. Có thể là nhìn ra được sắc mặt không ổn của Lý Thiên Cẩu, Lý Thôn Trưởng mỉm cười bước đến trước mặt hắn, thế nào, cậu tử? nhìn nóng mắt rồi phải không? Không sao đâu, qua mấy ngày nữa, anh em nhà họ khổng sẽ tìm ngươi hợp tác. Ngươi một mình bên ngoài không có ai giúp đỡ. Về sau, chỉ cần là gỗ của ngươi, ta sẽ giúp ngươi vận chuyển, bảo đảm cuối năm ngươi có thể mua được một chiếc xe gắn máy. Lý Thiên Cẩu không nói gì, nhưng mắt hắn bắt đầu đỏ lên. Hắn nắm chặt thanh súng trường của rít không có đầu ngắm. Tay bởi vì dùng sức mà nổi gân xanh một lần cuối cùng nhìn những thân cây đã bị đốn hạ nam nhân gần như nghiến chặt răng về sau bất luận là ai không cho phép động đến một cái cây trên ngọn núi này bầu không khí nhất thời ngưng kết tất cả mọi người ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy bên trong ánh mắt đục ngầu của bọn hắn loáng thoáng lộ ra vẻ xảo trá và hung ác tiền có thể biến người ta thành quỷ cho dù bề ngoài người đó có chất phát phúc hậu đến cỡ nào bản thúc nói chỉ cần bọn hắn không đến đường Bắc lang thì không có chuyện của chúng ta minh vương của hào mã bang nghênh ngang ngồi ăn khuya ở một quán ven đường giọng điệu không nghe ra được vui buồn thế minh vương ca có ý muốn ngồi xem hổ đấu không minh vương rất coi trọng quy củ cho nên người có thể tùy tiện nói chuyện với hắn tất nhiên địa vị không thấp vả lại dẫn đội tân ký đêm nay chính là lý thái long danh xưng tim đông bá vương bốn bang phái chỉ có hòa ký là bị đuổi ra khỏi du Tiên vượng. Năm đó, hạng thất ca giỏi thủ đoạn, nhưng cũng đã để lại một cái gai. Nếu không rút ra, bọn hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Minh Vương làm như mắt biết tai ngơ đối với lời nói châm chọc của Lý Thái Long, chỉ lạnh lùng trả lời một câu, bây giờ người ta muốn đòi lại, ta cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao ăn cơm giang hồ kiên kỵ nhất là ăn một mình. Người bên dưới đã sinh đã tử, Người bên trên chuyện trò vui vẻ. Sau về địa vị nội bộ, hiển nhiên Minh Vương cao hơn Lý Long Long 10 phần. Cho nên, hắn có thể biết được nội tình mà đối phương không biết. Đại Dê của Hòa Ký cùng với bản thúc, thậm chí với nhóm Đại Thái Bảo của thập tứ ca cũng đã có ước định. Đó chính là không động vào Hòa Ký. Nói cách khác, ngoại trừ Tân Ký, hai nhà còn lại chỉ đi ngang qua sân khấu. Dù sao hai nhà kia cũng không muốn nhìn thấy tân ký một nhà độc đại. Có thể dạy cho người xảo trá như hạng thất ca một bài học, làm suy yếu tân ký mới mang lại chỗ tốt cho tất cả mọi người. Đại dê cũng không còn cách nào. Dù sao hắn cầm gậy long đầu thượng vị cũng không phải danh chính ngôn thuận. Mặc dù A Nhạc đã chết, nhưng âm thanh không phục bên dưới cũng rất nhiều. Nhất là không ngừng có người dùng A Nhạc nhắc lại chuyện đánh về du tiêm vượng. Để vị trí có thể vững chắc hơn, đại dê đã bị ép đưa ra quyết định người trong giang hồ thân bất do kỹ cũng không chỉ dành cho đám lưu manh tầng dưới ngay cả địa vị lớn như đại dê rất nhiều chuyện hắn cũng không thể làm theo ý của mình cơ hội đi cùng với nguy hiểm đánh vào du tiêm vượng chính là chiều hướng phát triển là một trong bốn bang phái lớn chuyện hòa ký bị đuổi ra khỏi cái nơi phong vân khiến cho rất nhiều người có chút hận đến nghiến răng nghiến lợi ra ngoài ăn cơm giang hồ phần lớn tính cách đều là người kiệt ngạo thời gian 6 năm hoa ký cũng đã xuất hiện một số hồng côn cường hãn hiện tại đại dê nâng cờ tất nhiên sẽ có người tụ tập cho nên ngũ hổ mới khó có lúc xuất hiện cùng một thời điểm mặc dù bọn hắn vẫn còn có chút ngứa mắt lẫn nhau nhưng tất cả đều rất khắc chế điều này cũng làm cho đại dê nhìn thấy được cơ hội có thể khiến tất cả phục hắn hoàn toàn a nhạc ngươi có thể làm được đại dê ta cũng có thể làm được. Chương 734 Cây to đón gió Thất ca, lần này hòa ký rơi vào tình thế bắt buộc. Đám người Lý Thái Long không chịu được, có cần để đám người mạch cao chạy đến bây giờ hay không? Trong biệt thự ở lưng chừng núi, trong thư phòng trang trí cổ kính, một nam nhân trung niên mặc chữ quốc nhìn hạng thất đang khoan thai thưởng thức trà, nôn nóng hỏi. Hắn không thể không vội một hộp đêm sang trọng ở vượng giác có thể kiếm tiền triệu mỗi tháng, chưa kể những công ty tài chính đều trục lợi. Một khi bị hòa ký lấy lại, sẽ quá muộn để lấy nó về trong tương lai. Không vội. Hạng thất nhìn nam nhân trước mặt. Khẽ lắc đầu, A à Lâm, đã nửa năm rồi, đây là lần đầu tiên ngươi chủ động đến gặp ta. Ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Lâm Hiệp thách há to miệng, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của hạng thất, cuối cùng hắn cũng không nói gì, chỉ tức giận ngồi trên ghế hoa lê dùng để tiếp đãi khách trong thư phòng. Hai nhà chúng ta là thế giao, trải qua mưa gió cũng đã mấy chục năm. Dư luận xôn xao dường như không ảnh hưởng đến hạng thất. Hắn bình tĩnh lên tiếng, giống như đang ôn chuyện với bạn cũ. Thất ca, lửa cháy đến nơi. Ngươi nhắc đến chuyện ngày xưa ngày xưa như vậy là có ý gì? Lâm Hiệp khách hỏi lại một câu. Năm 97 sắp đến rồi, ta dự định di dân. Hạng thất miễn cười rót cho người bạn lớn lên từ nhỏ của mình một chén trà. Hai năm qua, phong cách hành sự của ta đã thu liễm lại rất nhiều, cũng dần dần làm nhạc đi lạc ấn tân ký của hạng gia trên người. Cho nên có rất nhiều anh em có chút bất mãn. Cái này ta biết. Ánh mắt lâm hiệp thắt nheo lại. Hắn nghe ra được thâm ý ẩn giấu trong lời nói của đối phương, thất ca, ý của ngươi là gì? Không có gì hạng thất khoát tay, nhiều năm qua, tân ký vẫn luôn có một câu chuyện xưa. Thiên hạ hạng gia do lâm gia đánh. Cho nên đành vĩ khuất ngươi rồi. Thiên hạ hạng gia do lâm gia đánh. Câu nói này là một sự thật được công nhận, ngay cả hạng gia cũng không bao giờ phủ nhận. Từ những năm 1970 đến nay, Tân Ký có thể trở thành tứ đại long đầu chính là nhờ ba anh em lâm gia liều mạng. Nhưng thế hệ trước qua đời, thế hệ mới quật khởi, cảm giác giữa hai nhà bắt đầu trở nên tế nhị giả tâm của hạng thất không nhỏ từ lúc hắn quản lý tân ký đến nay luôn cố gắng thay đổi cách nhìn của người khác đối với hạng gia hắn vẫn luôn tìm cách làm phai mờ lạc ấn tân ký trên người hạng gia nhất là mấy năm gần đây hạng thất rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt của mọi người thậm chí hai đứa con trai của hắn cũng đã sớm đến nước anh học tập một theo kinh doanh một theo luật từ quyết định này có thể nhìn ra được quy hoạch mới của hắn đối với gia tộc của mình. Hắn không xuất hiện không có nghĩa là đồng ý ủy quyền. Ý của hạng thất chính là khống chế tân ký trong bí mật. Vì thế, hắn sẵn sàng từ bỏ một số quyền lợi vốn thuộc về gia tộc. Lâm Hiệp Thách là nhân tuyển tốt nhất để hạng thất đẩy ra sân khấu. Bởi vì hắn đủ tư cách. Bất luận thế hệ trước hay là người đồng lứa Lâm Gia, không ai có thể nói cái gì, khi đó trật tự của tân ký mới không loạn. Con người luôn tham lam. Lâm Hiệp Thách không phải ba của hắn, trong đầu không có suy nghĩ trung thành đến khắc trong xương đối với hạng gia. Cho nên, một số chuyện dần dần bắt đầu lá mặt lá trái. Hạng thất là loại người kiêu hùng. Cũng giống như Tô Bình Nam, ta đưa cho ngươi ngươi không thể không cần. Nhưng ta không cho ngươi, ngươi đừng hòng có được. Đặc biệt là sau khi hắn có kế hoạch di dân, hắn lại càng không thể để một người khó mà khống chế ở lại trên sân khấu thất ca là ai ăn nói bậy bạ thế ta sẽ không tha cho hắn luận ăn nói lâm hiệp khách rõ ràng không phải là đối thủ của hạng thất mặc dù hắn phát hiện có chút không ổn nhưng bản năng e ngại khiến cho phản ứng đầu tiên của hắn chính là xin lỗi thật sao gương mặt hạng thất vẫn bình tĩnh như cũ chậm rãi đặt chén trà trong tay xuống ta có hai chuyện cần nói Chuyện thứ nhất, cháu trai của Bình Thúc dội rượu vào mặt của ngươi, ta bảo ngươi tha cho hắn. Kết quả thì sao? Lý Thái Long vẫn chặt ba ngón tay của hắn. Chuyện thứ hai, ta muốn ngươi giúp Diệu Tiên Sinh thanh lý những thương hộ giá thấp tiến vào chiếm giữ. Kết quả thì sao? Ngươi lặng lẽ thu của người ta 600 vạn. Sắc mặt lâm hiệp thách rốt cuộc thay đổi. Hạng thất thổi nước trà, chậm rãi nhấp một ngụm mới nói tiếp. Ngươi có biết không, bình thúc chính là đường dây mà ta phải tốn biết bao nhiêu công sức mới cài được vào không? Lâm Hiệp Khách lắc đầu. Vậy ngươi có biết ban đầu phần hậu kỳ công trình của Diêu Tiên Sinh là giao cho Giác Sần, em trai của hạng thất, làm hay không? Kết quả không giải quyết được gì. Cũng bởi vì người ta cho rằng hạng gia chúng ta không là gì cả, chỉ coi trọng chút lợi ích cực nhỏ mà thôi. Sắc mặt Lâm Hiệp Khách tái nhợt, cúi đầu không nói gì. Hồng Thế Quỷ Vương Lý Dục Thiêm, Kim Đông Bá Vương Lý Thái Long, ha ha, đây chính là hai người nổi tiếng nhất thập kiệt của Tân Ký. Mấy năm qua, danh tiếng của bọn hắn càng lúc càng lớn. Đồng thời cả hai cũng đều là phụ tá đắc lực của ngươi. Hôm nay, ta cũng muốn nhìn xem hai vị hào kiệt trong mắt chỉ có Lâm Hiệp khách người có thể kháng lại ngũ hổ của Hoa Ký hay không. Gương mặt hạng thất vẫn bình tĩnh, giọng điệu không nghe ra được cảm xúc dao động nhưng lại tràn đầy sát ý hạng thất thu lại lệ khí không có nghĩa hắn là một người nhân từ ngược lại khi hắn lộ ra diện mạo thật hắn chính là một kẻ tâm ngoan thủ lạc dựa vào tính danh của 11 bậc cha chú mà ngồi lên vị trí đầu lĩnh giọng điệu lâm hiệp khách thấp xuống thậm chí còn có ý cầu khẩn ngươi hãy tha cho bọn hắn một lần về sau ta nhất định sẽ nghe theo lời ngươi a à, lâm thời đại thay đổi rồi du tiêm vượng thì thế nào Tân ký chúng ta cây to đón gió, thỉnh thoảng thua một trận cũng là chuyện tốt. Ngươi nên hiểu đạo lý này. Hạng thất đứng dậy, khẽ thở dài một tiếng, phúc bá tiễn khách. Ta mệt rồi. Chương 735 Người cản thành thích đánh bạc. Đám người lữ tư kiệt xuất thân hải đông thanh không ở bên cạnh phi cơ mà ở bên trong một chiếc xe tải được che biển số. Xe đã đậu gần hai tiếng trên con đường duy nhất ở lưng chừng núi, nhưng mục tiêu chờ đợi vẫn chưa xuất hiện. Đến rồi. Lái xe tiểu lưu la lên khiến Lữ Tư Kiệt mở to hai mắt. Xe Ben, biển số xe LD 829. Lữ Tư Kiệt nhanh chóng xác định mục tiêu. Sau khi phát hiện không sai, liền hung ác nói, đụng vào. Khốn kiếp. Lâm Hiệp Khách đang lái xe, một tay cầm vô lăng, tay kia cầm điện thoại di động, bởi vì dùng quá sức mà tay nổi cả gân xanh. Hạng Thất Ca muốn mượn tay Hòa ký xử lý dòng chính của hắn. Điều này không cần nghi ngờ. Nhưng hắn đang do dự có nên gọi điện thoại cho hai người Lý Thái Long bảo bọn hắn rời khỏi đây hay không. Hắn hiểu, tối nay Hạng Thất Ca đã tha cho hắn một mạng. Hắn một mình đến căn biệt thự lưng chừng núi bởi vì ai cũng biết Hạng Thất Ca cực kỳ chán ghét diễn xuất hở một tí là một đám người vây quanh. Người ở lưng chừng núi này không phải phú thì cũng quý làm như thế tất sẽ dẫn đến nhiều phiền toái không cần thiết cho nên mỗi lần đến thăm hạng thất lâm hiệp khách đều đi một mình hôm nay đương nhiên cũng không ngoại lệ lâm hiệp khách hiểu rằng giao tình giữa hai nhà đã cứu hắn một mạng thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió nếu hắn gọi điện thoại đi đồng nghĩa với việc hắn không để ý đến mặt mũi của hạng thất ca như vậy hắn sẽ đối mặt với một hạng gia không chút lưu tình hắn gánh không nổi cái giá đó cho đến bây giờ hắn mới từ trong cuồng vọng tự đại giật mình tỉnh ngộ thì ra hắn vẫn luôn nằm trong sự khống chế của hạng thất ca quy phong ngoài mặt của hắn chẳng qua chỉ là lâu đài trên không trung cho dù từ bỏ một số lợi ích của vượng giác nhưng tất cả đều nằm trong tính toán của hạng thất ca nới lỏng điện thoại trong tay lâm hiệp khách lập tức có quyết định nghĩa khí chính là cái rắm trong lúc hắn đang hùng hổ, hắn nhìn thấy một chiếc xe tải nhỏ đâm vào vị trí của hắn một cái thật mạnh. Trung Quy thất ca vẫn không muốn buông tha cho ta sao? Trong lúc chiếc xe lăn lộn, đây chính là suy nghĩ cuối cùng của Lâm Hiệp Thách trước khi mất đi ý thức. Mùi thuốc súng càng lúc càng đậm. Bên trong quán trà hồng lợi. Ánh mắt xếp lương từ đầu đến cuối không hề rời khỏi đám thanh niên sặc mùi giang hồ ở bàn bên cạnh, xem ra sắp đánh nhau rồi kinh nghiệm xếp lương rất phong phú. Khi nhìn thấy một vài chiếc xe buýt trắng ngang cả đường, hắn liền biết hai bên đã chuẩn bị đầy đủ, tình thế hết sức căng thẳng. Đi kiểm tra căn cứ của bọn hắn đi. Để phòng ngừa tình thế có khả năng mở rộng, hắn không muốn đám mảnh long quá gian này nhúng tay vào, chỉ vì đám người đó không tuân theo quy củ. Hất mặt ra hiệu về phía bàn bên cạnh. Xếp lương cẩn thận thủ thế với cấp dưới của mình tiếp nhận căn cước cấp dưới đưa đến, xếp lương lật qua lật lại mấy lần. Ánh mắt của hắn rất độc. Độ chế tác rất tinh tế, hẳn là thật. Đến cảng thành làm gì? Tô văn văn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng nõn, đầu tư, kinh doanh. Nhìn quần áo của ngươi, xem ra kinh doanh cũng không tệ. Nhìn cổ tay tô văn văn, xếp lương thuận miệng nói một câu. Hắn thừa nhận mình nhìn nhầm. Lý do rất đơn giản. Một tên gia hỏa bán mạng bên ngoài không thể mua nổi một chiếc đồng hồ Rolex phiên bản giới hạn. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lúc này khoảng cách giữa hai bên không đến nửa mét, hơi thở bưu hãng phát ra từ người hạ quốc tên Tô Văn Văn và đồng bạn của hắn không che giấu được. Nhìn thế nào cũng không giống người lương thiện. Làm ăn thì ngươi đến đôn đạo làm gì? Không có việc gì thì ngươi đi nhanh lên. Ngươi không thấy bên ngoài đã thành ra dạng gì sao? Câu nói này sếp lương nói rất chân thành sau khi trả lại hộ chiếu cho Tô Văn Văn, xảy ra chuyện, đối với chúng ta đều không có chỗ tốt. Năm 97 sắp đến. Đám lão quỷ đó hận không thể khiến cho cảng thành càng loạn càng tốt. Bọn hắn chẳng thèm quan tâm đám lưu manh chết sống như thế nào, nhưng sự an toàn của nhân sĩ bên ngoài là quan trọng nhất. Truyền thông bản địa không hề có chút tiết tháo người dân cảng thành chỉ quan tâm đến những câu chuyện phím của người nổi tiếng và tin tức tài chính hơn là đám lưu manh chém giết nhau, chỉ cần kiểm soát tốt thì sẽ không gây ra nhiều sóng gió, nhưng những du khách nước ngoài này thì khác. Nếu những người này xảy ra chuyện, một loạt các vấn đề ngoại giao sẽ khiến đám lão quỷ chỉ nghĩ đến việc kiếm tiền sẽ sức đầu mẻ tráng. Cho nên, nguyên nhân đám người xếp lương đến chính là để ngăn cản những du khách nước ngoài đó dính líu đến vụ tranh chấp này. A Cường tiễn bọn hắn ra ngoài, cẩn thận một chút. Sếp lương khoát tay với một cấp dưới, dặn dò vài câu thì dừng lại. Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy những vị khách du lịch từ đại lục đến cảng thành cứ ngồi yên đó, không hề có ý định rời đi. Nơi này rất nguy hiểm. Biểu hiện của sếp lương vô cùng nghiêm túc. Mấy người kia nhìn qua rất hữu lực nhưng sự việc tối nay sẽ không nhỏ. Nếu chẳng may cuốn vào, tuyệt đối sẽ xảy ra chuyện người cản thành thích đánh bạc. Cô Văn Văn cười mà như không cười, cho xếp lương một câu trả lời khó hiểu. Ta cũng giống như vậy. Gió biển mặn chát cùng với cơn đau dữ dội nơi lồng ngực khiến Lâm Hiệp khách mở mắt ra lần nữa. Vừa mở ra là cả một bầu trời đầy sao. Tỉnh rồi à? Một giọng nói vang lên bên tai. Yên tâm đi, ngươi không chết được đâu, chỉ bị gãy xương sườn mà thôi. Đừng lộn xộn, nếu không nó sẽ đâm vào nội tạng của ngươi đấy ngươi là ai? Lâm Hiệp Khách khó khăn quay đầu lại, nhìn Lữ Tư Kiệt đang ngồi sổn trong bóng tối nhìn mình, là thất ca muốn ngươi ra tay. Không phải. Lữ Tư Kiệt trả lời rất thành khẩn, chính là Đại Dê ca muốn ngươi chết. Đại Dê. Lâm Hiệp Khách cảm thấy bất ngờ về câu trả lời này. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 736 Lời cầu xin của Lâm Hiệp Khách đại dê ca và hạng thất ca có giao dịch với nhau. Tân ký đã dùng 13 điểm giao dịch ở vượng giác để lấy quyền vận chuyển hàng ở Thuyên Vịnh và Loan Tử. Còn có một điều kiện kèm theo, chính là mạng của Lâm Hiệp Thách ngươi cùng với hai bá vương kia. Lâm Hiệp Thách cười thảm. Anh em, cảm ơn đã cho ta chết một cách minh bạch. Đồng hồ trên tay ta còn đáng mấy đồng tiền, ta tặng ngươi. Lâm Hiệp Thách cũng là lưu manh. Hắn chịu cơn đau kịch liệt tháo chiếc đồng hồ nổi tiếng vừa mới mua chưa được bao lâu đặt dưới chân đối phương. Sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Đối phương không nói câu nào, cũng không nhặt chiếc đồng hồ nổi tiếng có giá trị không nhỏ kia. Nhất thời, bầu không khí cực kỳ yên tĩnh, chỉ có loáng thoáng tiếng sóng biển đập vào đá ngầm mà thôi. Cạch cạch. Tiếng giày cao gót của một người phụ nữ dẫm lên tảng đá đột ngột vang lên bên bờ biển yên tĩnh điều này khiến cho lâm hiệp khách đang nhắm mắt chờ chết cảm thấy rất kỳ quái nhưng hắn cũng không mở mắt hắn cho rằng dù sao mình cũng là người sắp chết cần chi phải nhiều chuyện thiên hạ hạng gia là lâm gia các ngươi đẫm máu đánh được ngươi chết rễ liền đứt đoạn ngươi bỏ được không giọng của nữ nhân rất thanh thúy lâm hiệp khách liền mở mắt một nữ nhân gương mặt thanh tú quần áo sang trọng đang nhìn hắn mặc dù hắn không biết đối phương mặc quần áo của thương hiệu nào nhưng hơi thở xã hội thượng lưu của nữ nhân kia đang đập vào mặt hắn ta chết thất ca sẽ không bạc đãi con trai của ta về điểm này tuy hắn không đủ thông minh nhưng phân tích rất thấu đáo nếu hạng thất giết chết hắn hạng thất sẽ tha cho người thân cận nhất của hắn vì thế sau khi hắn chết vì thanh danh của hắn con trai hắn tuyệt đối sẽ không bị đối xử tệ bạc cho dù hắn chỉ làm cho người trong bang phái nhìn, nhưng cũng sẽ cho Lâm Gia một cái giá thỏa mãn. Thật sao? Rebecca nhìn Lâm Hiệp khách bởi vì rét lạnh mà hơi co giật, phát ra tiếng cười lạnh, con trai là của ngươi sao? Ngươi nuôi con của người ta mấy chục năm, đúng là buồn cười. Cái gì? Khụ khụ khụ. Cảm xúc dao động mạnh khiến Lâm Hiệp khách đang cố gắng đứng dậy ho dữ dội. Có lẽ hắn đã chạm vào vết thương, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy ra trông rất ghê rợn dưới ánh trăng những người đứng bên cạnh hắn vẫn bình tĩnh như cũ dường như sống chết của hắn chẳng liên quan gì đến bọn họ lộn xộn nữa người chết chính là ngươi rebecca tiếp tục con trai của hạng thất đều học đại học có danh tiếng ở nhật bất lạc quốc công ty trên địa bàn tân ký đều đã bị gia tộc của hắn khống chế chặt chẽ người ta đã vì bước kế tiếp mà làm đủ chuẩn bị còn ngươi thì sao ngươi có cái gì? Nói tên lưu manh kiêu ngạo và độc đoán đó còn biết tán gái để con hoang, hay nói ngươi đã tùy tiện dọn chất bài tiết không kiềm chế của ca ca ngươi? Đúng, ngươi chết, hạng thất đương nhiên sẽ đối xử không tệ với đứa con hoang kia của ngươi, nhưng đến thời điểm quan trọng, đứa con trai kia của ngươi sẽ bị cho rằng không phải người lâm gia. Như vậy, cổ phần lâm gia các ngươi sẽ không có người thừa kế hợp pháp. Đến lúc đó, nữ nhân không có nói tiếp, nhưng toàn thân Lâm Hiệp Khách đã lạnh lại, hai mắt đỏ bừng như điên cuồng. Không thể nào là thật. Bịch. Rebecca ném một cái túi xuống trước mặt hắn, ngươi tự xem đi, động tác nhẹ nhàng, đừng chết. Nếu ngươi chết, những kết quả điều tra trị giá năm, 9 triệu đô la Hồng Kông này sẽ trở nên lãng phí. Lâm Hiệp Khách run rẩy mở cái túi ra. Giấy khai sinh, kết quả xét nghiệm quan hệ cha con, ảnh vợ hắn và A Thất yêu đương lén lút với nhau, thậm chí là ảnh chụp chung của cả ba người trong ảnh vợ của hắn a lệ cười rất vui vẻ cùng con trai và a thất chụp tấm hình rõ ràng là tư thế của một gia đình giúp ta giết bọn hắn ta cầu ngươi ta có một căn phòng nhỏ ở cửu long mật khẩu két sắt bí mật là bên trong còn có rất nhiều tiền ta đưa cho ngươi hết tất cả cầu xin ngươi giết bọn hắn cho ta lâm hiệp khách cũng được xem là nhất đại ngoan nhân Hắn không quan tâm đến vết thương của mình, chật vật bò dưới chân người phụ nữ mà hắn không biết tên, khẩn cầu không thành tiếng, giọng đầy oán hận. Lời cầu xin của Lâm Hiệp Khách và cái gọi là thù lao của hắn không làm Rebecca cảm động chút nào. Ngay cả những người đàn ông mặc vết đen lặng lẽ đứng sau lưng nàng cũng không thay đổi biểu cảm. Phát hiện chuyện này, trong lòng Lâm Hiệp Khách gần như tuyệt vọng, cơn đau dữ dội ập đến trên người cùng trước mắt biến thành màu đen khiến hắn cảm thấy sinh mệnh đang trôi qua làm người, vĩnh viễn chỉ dựa vào chính mình. Ý tứ hàm xúc trong lời nói của nữ nhân khiến Lâm Hiệp Khách đột nhiên ngẩng đầu, sự cuồng hỉ thậm chí đã áp chế sự khó chịu của cơ thể. Các ngươi không giết ta. Câu nói này khiến Rebecca mặt không chút cảm xúc cực kỳ khinh thường tên gia hỏa đầu óc bả đậu trước mặt. Với trí thông minh như vậy mà đòi đấu với loại hồ ly xảo trá như hạng thất. Quả nhiên ngại chết chậm mà thậm chí rebecca còn có cảm giác đánh hụt một quyền tên gia hỏa này thậm chí còn không nghĩ tới tại sao nàng lại có thể tình cờ xuất hiện trước mặt hắn như vậy sau bao ngày điều tra tỉ mỉ về tân ký và tốn rất nhiều tiền để tìm hiểu về lâm hiệp khách tất cả những thứ này bao gồm cả đại dê mạo hiểm để cho đám người lữ tư kiệt và một số người khác lộ ra nội tình của mình chỉ để giết hắn nhưng đần cũng có chỗ tốt của đần xét về điểm này Cô Bình Nam và Rebecca rất giống nhau. Họ cần một người biết vân lời hơn là một cấp dưới sắc sảo và mạnh mẽ. Chương 737 Kế hoạch thế giới mới Rebecca sinh ra đã ngậm thì vàng. Mặc dù Trung gia không được coi là gia tộc nổi tiếng hàng đầu ở Cảng Thành nhưng có thể coi đây là một gia đình giàu có bậc nhất. Ngay từ nhỏ nàng đã nhận được một nền giáo dục ưu tú nhất nhưng tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn con gái trong mắt người nhà cũng chỉ là công cụ được đẩy lên phía trước mà thôi. Từ khi chào đời, nàng đã phải học đủ các phép xã giao, kiến thức. Tất cả những thứ này là để chuẩn bị gả vào một gia đình giàu có. Điều này khiến nội tâm của nàng sinh ra phản kháng, thậm chí chán ghét nhưng cũng không có cách gì. Nàng không muốn lấy một nam nhân đi ra ngoài buổi sáng, tối về nhà với bộ đồ lót khác màu như chị cả, càng không muốn trở thành một cỗ máy sinh đẻ với sự kiêu ngạo tiềm ẩn trong lòng nàng muốn làm chính mình cho đến khi gặp tô bình nam giữa biển cả mênh mông nam nhân đứng trên mũi thuyền trong mưa gió ầm ầm đập vào tim nàng một khắc đó nàng biết rằng đời này bất luận nam nhân đó làm gì nàng cũng sẽ đi bên cạnh đối phương cho dù là xuống địa ngục rebecca muốn cùng với nam nhân đó đứng ở điểm cao nhất sau đó nàng sẽ ở sau lưng mỉm cười cùng với hắn nhìn xuống thiên hạ vì thế, nàng nguyện ý thịt nát xương tan. Hòa ký là bước đầu tiên, tân ký là bước thứ hai. Chúng ta không giết ngươi. Rebecca ra hiệu cho Lữ Tư Kiệt và những người khác đỡ Lâm Hiệp Khách lên, mỉm cười nói, hơn nữa ngươi có thể làm mọi thứ ngươi muốn. Các ngươi giúp ta như vậy rốt cuộc là vì cái gì? Lâm Hiệp Khách lăn lộn nhiều năm đương nhiên biết thiên hạ không có bữa trưa nào miễn phí. Hắn rất thẳng thắn đưa ra nghi vấn. Tân ký rebecca mỉm cười thản nhiên nói với lâm hiệp khách con rồng đen ba móng trên cổ áo của nữ nhân dưới ánh trăng sống động như thật dường như muốn nhắm người mà nuốt cùng lúc đó không khí ở đôn đạo càng lúc càng căng thẳng những người đến từ tân ký đã chiếm gần một nửa con phố chủ các quầy hàng khác nhau đã bắt đầu thu dọn đóng cửa kiểm tra con phố vốn dĩ đông đúc nay trở nên vắng vẻ đối với ông chủ của một vài hộp đêm lớn ngược lại không quan tâm thậm chí bọn hắn còn có thời gian rảnh rỗi đánh giá tình hình dương cung bạc kiếm. Tân ký cũng vậy, hòa ký cũng thế, đều là những thế lực lớn uy tín lâu năm, nhất định sẽ tuân thủ đủ quy tắc. Cho nên, bọn hắn không cần phải lo lắng tổn thất tối nay. Bên thắng sẽ đền bù đầy đủ. Hộp đêm hạ quốc thành. Mẹ kiếp, đám vương bác đảng Minh Vương và Đại Thái Bảo cũng đến xem náo nhiệt. Lý Thái Long đập mạnh điện thoại xuống mặt bàn trơn bóng. Lý Dục Thiêm vốn có chút nôn nóng bên cạnh cười khổ lắc đầu, không gọi được điện thoại cho Lâm Ca. Đám vương bác đảng mạch cao nói cho ta biết bọn hắn không có căn cơ ở vượng giác. Nếu không có thất ca dặn dò, bọn hắn sẽ không ra trận. Lui không được, mà đỡ thì đỡ không nổi. Cương mặt Lý Dục Thiêm hiện lên sự dữ tợn, điều này nói rõ bọn hắn muốn chúng ta chết. Nghĩa khí. Ta nhổ vào. Đầu tiên, Lý Thái Long thở ra một hơi, ánh mắt hung hăng, chúng ta quyết không thỏa hiệp. Lão tử dựa vào liều mạng mà thượng vị, không sợ đám vương bác đảng kia. Hòa ký chó má, ta muốn xem ngũ hổ gì đó có ác hơn ta hay không? Lý Thái Long hung hăng nói. Hôm nay, hắn nhất định phải dùng hành động của mình nói cho tất cả mọi người biết, bốn chữ quyết không thỏa hiệp hắn nói được thì làm được. Chuẩn bị ra tay thôi, lão hổ cuối cùng đã đến. Lý Dục Thiêm cũng bị kích phát hung tính, ánh mắt nhìn thẳng vào một chiếc mini bút ngoài cổng, lẩm bẩm nhìn một nam nhân trẻ tuổi đang bước xuống. Người trẻ tuổi, có vài sự kiện không xem nổi đâu. Nghe A Thúc, đi thôi. Ông chủ diệp thúc của Hồng Lợi nói. Tranh tài còn chưa bắt đầu, bây giờ rút lui thì không hay cho lắm. Húng chi, không phải còn có nhóm người xếp lương bảo vệ chúng ta hay sao? Chẳng lẽ bọn hắn nói đùa à? Tô Văn Văn chỉ đám người xếp lương biểu hiện nghiêm túc đang nhìn chầm chầm nhất cử nhất động bên ngoài, khóe miệng nhếch lên ý cười. Ông chủ dịp ngẩn người, nhìn sắp tiền mặt trong tay, thức thời lui xuống. Xếp lương đang đứng ngay cửa ra vào nghe được giọng điệu khinh thường của đám người bên trong, chỉ cao mày, cũng không phản bác, nhưng trong lòng cảm thấy rất bực bội. Đám lão quỷ kia thật sự phát rồ khi nhận được tiền. Không biết đại dê đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho việc tối nay. Tuy nhiên, sếp lương có thể xác định từ một bộ quân phục bị mất tích và một chiếc xe công kích cho thấy số tiền bỏ ra nhất định không ít những suy nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu hắn bởi vì tất cả suy nghĩ của hắn lúc này đều đổ dồn vào thanh niên vừa bước xuống xe buýt nhỏ lão hổ cuối cùng của ngũ hổ con hổ mới của loan tử phi cơ một trong những hậu sinh nổi bật nhất của hoa ký trong nửa năm qua vốn hổ loan tử trần diệu hưng và a nhạc lần lượt bỏ mình bây giờ về cơ bản là thế giới của chàng trai trẻ này. Nội gián trong kế hoạch thế giới mới của hắn truyền tin tức về nói cho hắn biết, thanh niên kia chẳng những giỏi đánh đấm, đủ hung ác, mà đàn em còn là những tay đấm giỏi, được hòa ký tuyển chọn rất kỹ. Tiểu ba dưới trướng phi cơ đã mất đi sự ngây ngô, cái đầu trọc và cơ thể cường tráng nhờ đánh nhau rèn luyện mỗi ngày khiến hắn nhìn qua khí thế rất bức người. Phi cơ ca. Tiếng chào hỏi không dứt bên tai. Phi cơ không chút dấu vết nhẹ gật đầu về phía quán trà hồng lợi. Xem như chào hỏi với Tô Văn Văn trong ngày cuối cùng hắn ở Cảng Thành. Sếp lương nhìn được động tác rất nhỏ này, nhất thời trong lòng dân lên sự nghi ngờ. Thật ra, động tác này của phi cơ rất bí mật. Nếu không phải ánh mắt của sếp lương vẫn luôn tập trung trên người phi cơ, trên cơ bản sẽ không phát hiện được hành động này. Sở dĩ hắn chú ý phi cơ bởi vì liên quan đến kế hoạch thế giới mới một tay hắn bày ra chương 738 Dục vọng của con người không có điểm cuối Trong kế hoạch thế giới mới của hắn Hai năm hắn sẽ chọn một đầu lĩnh có thể nói là quan trọng nhất của Hoa Ký Cho nên, hắn cực kỳ chú ý đến những nhân tài mới nổi của Hoa Ký Phi cơ tất nhiên cũng lọt vào ánh mắt của hắn Khác với mấy tên gia hỏa vừa mới ngoi đầu lên khác Phi cơ cuộc khởi vô cùng cường thế Khiến cho sếp lương cảm thấy rất hứng thú đó chính là nguồn tài chính của tên này này dường như quá dư giả. Nhưng không chỉ như vậy. Sếp lương chưa bao giờ nhìn thấy đàn em của một tên lưu manh lại có nhiều tin anh đến như vậy. Trong số 3 công ty tài chính lớn nhất ở Loan Tử. Hai trong số đó thuộc về chàng trai trẻ này. Hơn nữa, những người quản lý chuyên nghiệp được thuê không phải người bình thường có thể mời được. Sau khi tìm hiểu kỹ, mặc dù mọi thứ trong quá trình tuyển dụng đều hợp lý nhưng từ đầu đến cuối xếp lương đều cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ nhưng không tìm ra được vấn đề gì cảm giác này khiến cho hắn chú ý hơn đến hổ loan tử gấp bội theo quan điểm của hắn nếu không có chuyện gì xảy ra với phi cơ hắn chắc chắn sẽ là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức đầu lĩnh lần tiếp theo đây không phải là hắn đủ hung ác mà là hắn quá biết làm người công ty tài chính của hắn giàu đến chảy mở nhưng người trẻ tuổi này không ăn một mình tạm thời gác lại thế hệ cũ, chỉ nói đến những con hổ thế hệ mới đều ở trong công ty của hắn để quản lý tài chính. Mặc dù sếp lương không điều tra được rõ ràng số tiền hoa hồng được chia mỗi tháng, nhưng nhìn nụ cười thật tươi trên gương mặt đám gia hỏa kiệt ngạo kia khi gặp phi cơ cũng có thể thấy được loáng thoáng rồi. Ngay cả nội gián mà hắn chôn xuống bên cạnh phi cơ. Mỗi khi nhắc đến đại ca, ánh mắt hắn đều hiện lên sự kính nể. Thậm chí sếp lương còn có chút hoài nghi, nếu không phải thân phận nội ứng, tên nội gián kia rất có thể sẽ trở thành thuộc hạ trung thành nhất của phi cơ. Phi cơ ca, mọi người đang chờ ngươi. Tuổi tác của đổ lập lớn nhất trong ngũ hổ, cũng là người ngang ngược càng rỡ nhất. Hắn gọi phi cơ một tiếng phi cơ ca, nói rõ phân tích của sếp lương không hề sai. Chờ ta. Phi cơ nở nụ cười thật khoa trương, tốt như vậy à. Cũng không phải ăn cá mú, lập ca ngươi cũng không cần chiếu cố ta như vậy có được hay không thấy phi cơ nói đùa với mình đỗ lập cũng cười nói chỉ cần ngươi muốn ăn đừng nói cá mú ngay cả vây cá súc miệng cũng không thành vấn đề nói xong đỗ lập lạnh lùng nhìn thoáng qua những lão hổ khác cũng chính là đại phi ngoi đầu lên cùng một lúc với phi cơ khinh thường nói ta không giống như một số người hẹp hòi đến mức kính già yêu trẻ cũng không biết đại phi tái mặt vừa định lên tiếng đáp trả thì nhìn thấy phi cơ lắc đầu với mình. Lập tức không nói gì thêm, nhưng đám đàn em sau lưng thì sắc mặt đã có chút bất thiện. Thôi được rồi lập ca, ngay trước mặt nhiều tiểu bối như vậy, tất cả mọi người đều là huynh đệ đồng môn, có việc gì thì về nhà rồi nói. Phi cơ một tay ôm vai của từng người, đồng thời còn không quên chào hỏi mấy hồng côn khác. Đúng rồi, lập ca, ngươi chờ ta làm gì? Hôm nay nhiều người bắt nạt ít người lực lượng của đại dây ca đều dùng hết, đánh thế nào cũng thắng mà. Bánh ga tô thì chỉ có bấy nhiêu. Phi cơ ca ngươi không xung phong. Các huynh đệ làm sao có thể cầm được. Câu nói này vừa ra, tất cả mọi người đều gật đầu. Trước khi đến đây, đại dê sợ rằng những kẻ có phần ngang ngược ngày thường sẽ gây gỗ với nhau và làm trì hoãn sự việc nên đã hạ lệnh tử thủ. Đêm nay, ngoại trừ ba nơi mượn binh, người nào hạ cờ sẽ thuộc về người đó là một trong những người đứng đầu, đám người đổ lập đều biết chuyện gì đã xảy ra. Tóm lại, bọn hắn chỉ ở đây để tận dụng lợi thế của trò chơi trước, cũng không phải muốn triệt để càn quét tân ký. Chỉ có một số nơi có thể lấy lại được, ngoại trừ phần đã giao cho bang phái. Những gì bọn hắn có được không đáng để bọn hắn ăn một mình. Nếu chẳng may, thần tài của bang phái hiện nay là phi cơ ở Loan Tử muốn gạt ngươi qua một bên, một mình ăn mấy phần đá ngươi ra khỏi công ty tài chính, không khỏi được không bù mất. Thế còn mạnh hơn so với tưởng tượng của ta. Cảnh tượng này vẫn không thoát khỏi ánh mắt của sếp lương. Lông mày của hắn cau lại, hình ảnh phi cơ gật đầu về phía quán trà lại hiện lên trước mắt. Đám người phi cơ đứng nói chuyện cách hộp đêm hạ quốc thành mấy trăm mét. Bên trong, Lý Thái Long danh xưng tim Đông Bá Vương đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lập ca, Đại Phi, hai người nghe ta nói một chuyện sắc mặt phi cơ nghiêm túc lại, tối nay ta chỉ dẫn theo 30 đàn em. Phong vân lần này, phi cơ ta một cái cũng không muốn. Cái gì? Mặc dù biểu hiện của mọi người khác nhau nhưng đều không che giấu được sự chấn kinh. Là thật. Tối nay ta đến đây chỉ là nể mặt đại dây ca mà thôi. Phi cơ nói, bây giờ. Địa bàn của ta rất nhiều, ta không ăn nhiều như thế được. Hắn nói câu này xong, ánh mắt của những người còn lại đều nóng lên. Thời gian trở lại một ngày trước. Loan tử, quán rượu kim phát. Ta muốn mượn binh của ngươi cho Đại Phi và Thường Nhạc. Chuyện của Du Tiêm Vượng, ngươi không nên nhúng tay. Rebecca ra lệnh. Hơn nữa, khi nói chuyện, ánh mắt nàng lạnh như băng nhìn chầm chầm phi cơ, muốn nắm bắt biểu hiện nhỏ bé nhất trên gương mặt của hắn. Nếu gương mặt hay ánh mắt của phi cơ toát lên sự mâu thuẫn hay bất mãn, hai năm sau, nhất định phải bố cục lại lần nữa. Cũng không phải Rebecca không tin tưởng sự trung thành của phi cơ đối với cẩm tú, mà là nàng không tin lòng người. Nàng biết dục vọng của con người không có điểm cuối. Nữ nhân cảm thấy một lùng cỏ chưa từng nắm giữ bất kỳ quyền hành gì, một khi địa vị, tài phú và thế lực dần dần lớn mạnh, người này có thay đổi hay không sẽ là một dấu chấm hỏi. Chương 739 Ta sẽ dọn xác cho ngươi phi cơ đã đưa ra một đáp án khiến rebecca rất hài lòng được phi cơ đồng ý một cách dứt khoát không một chút do dự thậm chí cũng không hỏi lý do ánh mắt vẫn thanh tịnh như cũ rất tốt phi cơ không hỏi nhưng rebecca lại không thể không nói nữ nhân gật đầu trong giọng nói lộ vẻ hài lòng ngươi không được làm quá náo động bây giờ ngươi đã tạo nên sự chú ý cho quá nhiều người cộng thêm đại dê cũng phải kiên kỵ ngươi huống chi ngươi không cần những địa bàn đó để củng cố địa vị của ngươi hơn nữa mượn binh nâng đỡ đại phi và thường nhạc đánh xuống những địa bàn đó có hai chỗ tốt thứ nhất hai năm sau ngươi thượng vị bọn hắn chính là sự giúp đỡ tốt nhất thứ hai bọn hắn có thêm mấy địa bàn về sau có thể đấu ngang với những lão hổ kia rebecca kết thúc cuộc nói chuyện nhớ kỹ hòa ký là của cẩm tú muốn đoạt một bang phái tràn ngập mâu thuẫn dễ dàng hơn nhiều phi cơ gật đầu không tỏ ra quá quan tâm hắn nhìn tô văn văn đang khoan thai uống trà một bên văn ca nghe nói ngươi muốn trở về ta có thể làm phiền ngươi mang giúp cho tứ tiểu thư một món quà hay không nói xong nam nhân không màng đến quyền sở hữu hàng chục triệu này vừa xoa tay vừa lo lắng nói cũng không biết nàng có thích hay không thời gian quay trở lại hiện tại phi cơ ngươi thật sự không muốn những địa bàn đó sao? Giọng điệu của Đỗ Lập có chút không tin, xác nhận lại lần nữa. Hắn có đủ tự tin có thể lấy lại những địa bàn này. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ở phương diện này nhưng hắn cũng không biết Tân Ký còn có dự định nào khác hay không. Cho đến lúc này, ngoại trừ hai người tiêm đông bá vương, ngoài đường vẫn sống êm gió lặng, không có bất kỳ hành động nào. Không muốn. Phi cơ nhìn những hồng côn khác, nhất là Đại Phi và Thường Nhạc bắt đầu phân tích dựa theo túi khôn mà cẩm tú đã đưa đến cho hắn mặc dù nói mọi người ra ngoài lăn lộn là để kiếm tiền nhưng làm người thì không được quá tham lam lần này là chiều hướng phát triển của bang phái không thể không đánh đám lão quỷ sẽ lập tức xéo đi có tiền thì mắt nhắm mắt mở cảnh tượng hoành tráng và cơ hội về sau sẽ không còn cho nên các ngươi hãy cố gắng mà làm câu nói này giống như là nghĩ cho mọi người nhưng sau khi hắn nói xong ánh mắt của hai người đại phi và thượng nhạc lập tức nóng lên không còn suy nghĩ thấy tốt thì lấy hai người bọn hắn khác với mấy người khác bọn hắn vẫn còn đang trong giai đoạn tích lũy mặc dù tên tuổi đã đủ vang dội anh em bên dưới cũng nhiều nhưng đến bây giờ còn chưa tích lũy đủ tài phú ban đầu bọn hắn dự định một người đánh được nửa trận thì thu tay lại bây giờ thì ai nấy đều đỏ ngầu cả mắt nghĩ thông suốt thì làm đi Phi Cơ nói xong thì vỗ vai Đại Phi, ta đi trước. Đại Dê Ca đang chờ các ngươi ở khách sạn Phú Hào để ăn khuya. Đại Phi gật đầu, sau đó quay người nhìn đám người đang hào khí ngút trời đằng sau, hít một hơi thật sâu rồi hô lớn, giết. Nghe tiếng hắn hô to, đám người đằng sau lập tức giống như nước thủy triều dâng lên. Hai giờ rưỡi sáng, sự kiện được ghi vào lịch sử cản thành chính thức khởi tranh lý thái long rất nghiêm túc cuốn chiếc gậy bóng chày quanh tay phải bằng băng gạc sau đó vẫy nó vài lần rồi mỉm cười nói với lý dục thiêm cũng đang chuẩn bị đứng vững chúng ta chính là nguyên lão của tân ký thất ca nhìn thấy chúng ta còn phải đứng dậy chào hỏi mà còn sống rồi nói sao lý dục thiêm nghe xong lại nghe đối phương hô to một tiếng sau đó nhìn thấy một trong ngũ hổ là đại phi sắc mặt dữ tợn dẫn theo một đám đàn em như dòng lũ màu đen thẳng tắp lao đến ta nhổ vào. Vũ hổ hòa ký mà cũng chọn cầm tinh là hổ. Hôm nay ta sẽ biến ngươi thành một con hổ chết. Quả nhiên là một trong thập kiệt biết đánh nhau nhất của tân ký. Hắn không hề sợ hãi, mang theo hung khí sáng bóng cực kỳ phách lối thẳng tắp nên đón. Khí thế một đi không trở lại lập tức khiến cho tinh thần người bên dưới đại chấn. Theo sát lão đại xông tới. Đỗ lập bên cạnh đại phi không ngờ đại phi nói đánh là đánh, hơn nữa còn gặm cục xương cứng nhất. Sau khi sửng sốt, hắn quay sang mắng đàn em của mình, ta kinh. Tên gia hỏa đó đúng là đủ ác. Đừng để bọn hắn hạ thấp chúng ta. Xông lên. Đỗ lập nói xong, cầm theo hung khí trong tay theo sát đại phi xông đến, ánh mắt của hắn nhìn chầm chầm Lý Thái Long. Khốn kiếp, lão tử ngươi sau này sẽ là hổ tim đông. Đến đây đi, ta sẽ dọn xác cho ngươi. Lý Thái Long không chút yếu thế, gầm thép tiếng lên hai đội ngũ như sao băng va chạm nhau chỉ trong mấy chục giây ngắn ngủi âm thanh đồ sắt va chạm nhau cùng với tiếng kêu thảm không dứt bên tai lập tức có không ít người ngã xuống đất sau đó hai dòng người lập tức chia thành nhiều nhóm nhỏ biến thành một trận hỗn chiến lý thái long xứng đáng với xưng hào tim đông bá vương trong đám đông hắn né người sang một bên đạp bay một đã tử của hòa ký không lui lại cũng không đợi đối phương thu đùi phải, cây gậy đã xoay tròn đập vào đùi đối phương. Trăng rắc. Đùi phải của đối phương đã bị một gậy của Lý Thái Long đánh gãy. Bắp chân và đùi tạo thành một hình tam giác quỷ dị. A. À. Tên kia chỉ kịp kêu thảm một tiếng, cây gậy của Lý Thái Long đã từ một góc độ khác vung mạnh qua, đánh thẳng vào gương mặt của hắn. Bốp. Một tiếng vang thật rõ cho dù đỗ lập thường xuyên nhìn thấy giang hồ chém giết cũng nhịn không được mà hít một hơi khí lạnh cả gương mặt bị đánh nát nhừ răng và thịt đầy trong miệng nhìn qua rất dọa người ta nhổ vào lý thái long chạy đến chỗ tên kia ngã xuống sau đó ngoắt ngón tay với đỗ lập hắn không được đâu muốn chém ta hắn còn chưa đủ tư cách ngươi đến đây đi được đỗ lập cũng bị khơi dậy hung tính gần như xông đến Thẳng tắp bổ thanh đao về phía cổ Lý Thái Long. Gậy bóng chày của Lý Thái Long quét ngang qua cản lại. Vũ khí của hai bên chạm vào nhau, tia lửa bắn ra. Có thể thấy lực đạo một đao này của Đỗ Lập lớn đến cỡ nào. Chương 740. Đồng Quy Vu tận. Đám người kia điên rồi. Sách Lương nhìn hai bên càng lúc càng có nhiều người ngã xuống, nhịn không được thấp giọng mắng, tất cả đều cho rằng mình có thực lực nhưng lại không biết quý trọng tuổi trẻ của mình. Có thể giết đến đỏ mắt hay không? Một cấp dưới đứng đằng sau lo lắng nói, đến lúc đó, chúng ta hoàn toàn không khống chế nổi cục diện. Sẽ không đâu. Sếp lương nhìn về phía Minh Vương và Đại Thái Bảo đang cố thủ tại cửa vào đường Bác Lan, chép miệng nói, hòa ký giết đỏ mắt cũng không chỉ những người này. Du tiêm vượng tất đất tất vàng. Cho nên, điều này cũng dẫn đến một thực tế là mặc dù có nhiều thế lực, nhưng không thể cai trị toàn bộ đường phố như các khu vực khác của cảng thành. Mà trở thành sự phân chia lãnh thổ theo địa điểm. Cho nên, địa bàn của mỗi bang phái đều không lớn. Minh Vương ca, người nói hòa ký có bị đánh không vậy. Dù sao đám lão môn kia sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đao tự hào nhìn Minh Vương vẫn ung dung ăn hoành thánh, nhìn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Hắn thấy thế lực hai bên ngang nhau. Người tân ký lại rất thông minh bọn hắn canh giữ ngoài cổng, sau đó sử dụng lợi thế về địa hình để kiểm soát khoảng cách và nhân số của đối phương ở mức độ lớn nhất. Thời gian đã trôi qua không ít. Đồ ngốc cũng biết đám lão quỷ sẽ không cho hai bên quá nhiều thời gian, nhất định sẽ cho quân đội đi ra thu dọn đống hỗn độn. Ông chủ, ngươi cho ta một con số về tổn thất buôn bán hôm nay, chúng ta và đại dê ca sẽ bỏ ra hết tiền vốn, phụ trách bồi thường tối nay. Minh Vương uống xong ngụm nước cuối cùng, nói một câu với ông chủ xong mới quay sang đáp lời đao tử hào, hòa ký sẽ thắng. Ngươi nên nhớ rằng, mặc dù người cắm cờ trong giang hồ nhiều nhưng chưa chắc sẽ đánh thắng ít người. Dừng lại một chút. Minh Vương mới ung dung bổ sung, nhưng tốn nhiều tiền nhất định sẽ đánh thắng tốn ít tiền. Cùng lúc đó, Đại Thái Bảo Trần Thận Chi nói với Lão Tam Lý Triệu Đái, nên kết thúc thôi. Lần này Hòa Ký cần tên không cần lợi. Đại Dê vì muốn ngồi vững cũng xem như bỏ hết tiền vốn. Cho nên hắn đã thắng. Cuộc chiến đường phố không phải là cuộc chiến trên võ đài, hai bên làm tất cả những gì có thể, tất cả đều muốn mạng. Nhất là trong một môi trường vô cùng phức tạp, dù một người có dũng cảm đến đâu cũng không thể cưỡng lại việc được chào đón thêm một người. Chưa kể đối phương còn là một cựu lão thủ chém giết dũng mãnh. Cho nên lý dục thêm chết. Đại Phi dùng cái giá ba ngón tay cùng với lão hổ thường nhạc đánh lén, khiến cho kẻ hung ác nhất kết thúc sinh mệnh 32 năm ngắn ngủi của mình. Hắn vừa chết, Lý Thái Long ở một bên biết đại thế đã mất cũng có chút không chịu nổi. Giết hắn. Đỗ Lập cảm thấy sức quơ gậy của đối thủ đã giảm bớt không ít, lập tức trống to, ai chém hắn, địa bàn này giao cho người đó. Câu nói của hắn khiến cho đám đàn em bên dưới trở nên điên cuồng. Lăn lộn, đã sinh đã tử còn không phải vì lúc này sao? Nếu không đánh vào lúc này thì còn chờ đến khi nào? Huống chi, nếu như có thể đánh chết một trong thập kiệt là Tiêm đông bá vương, về sau tuyệt đối sẽ một bước lên mây. Hôi tử vẫn không phát lực. Là sinh viên xuất sắc nhất trong trường cảnh sát, thực lực của hắn khác xa so với những gì hắn thể hiện trong cuộc chiến bây giờ. Hôi tử có thể đánh, hơn nữa còn đánh rất giỏi. Trong một cuộc vật lộn nội bộ, một mình hắn có thể đánh tới chính tinh anh Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến Lương Văn Diệu coi trọng hắn Hiện tại hắn giữ lực là vì một mục đích khác Là một trong những nội gián của kế hoạch thế giới mới Hắn đối với việc thượng vị không bức thiết bằng những người khác Nhưng câu nói này của Đỗ Lập đã đá động hắn Khiến cho hắn lần đầu tiên nổi lên một tâm tư khác Hoàng đế cũng đói binh vậy Xếp Lương biết rất rõ nước trong quá ác không có cá cho nên trong kế hoạch thế giới mới hắn cũng nói rất rõ ràng trong quá trình làm nội ứng thu hoạch được cái gì thì sẽ thuộc về cá nhân người đó hắn tuyệt không hỏi đến để đám nội ứng có động lực leo lên thậm chí hắn còn có thể giúp đám nội ứng này qua mặt được ủy ban độc lập chống tham nhũng phí bảo vệ của hộp đêm hạ quốc cộng với tiền lãi đồ uống có thể lên tới hàng triệu tệ một tháng đây là một thu nhập không nhỏ đối với bất kỳ một tên lưu manh nào cho dù trong đó một phần lớn sẽ giao về băng đảng và đại ca đổ lập. Hiện tại, Hôi Tử đang rất cần tiền. Tháng trước, ba hắn thất nghiệp. Bây giờ, gia đình khó khăn đến mức không thể trang trải chi phí sinh hoạt cho trường đại học của em gái và các lớp đào tạo mà em trai theo học. Điều này khiến Hôi Tử quyết định đánh cược. Sau khi hạ quyết tâm, Hôi Tử dùng tốc độ cực nhanh. Người nào chặn đường đều bị hắn đánh ngã xuống đất. Nhất thời không ai dám ngăn trước mặt hắn. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã vọt đến trước mặt Lý Thái Long. Khí thế như mảnh hổ xuất lồng khiến cho Đỗ Lập đang đánh gần đó cũng phải ghé mắt. Hắn không biết hôi tử trước giờ trầm mặt ít nói lại hung hãn như vậy. Lão đại, ta đến đây. Vốn dĩ hôi tử không tranh không đoạt, cũng không hiển sơn lộ thủy bên cạnh Đỗ Lập. Nhưng lúc này sắc mặt của hắn dữ tợn, khí thế vô cùng bức người. Đỗ Lập nghe xong, Lập tức lui lại Giang hồ càng già, lá gan lại càng nhỏ Ở Hoa Ký, tư lịch và thành tích của Đỗ Lập rất đầy đủ Cho nên, hắn không cần phải đã sinh đã tử vì thanh danh của mình nữa Huống chi, Lý Thái Long đã từ bỏ suy nghĩ sống tiếp Trong quá trình vật lộn nhiều lần sử dụng đấu pháp đồng quy vu tận Quả thật khiến cho hắn có chút trục rè Mặc dù có hơi mất mặt nhưng Đỗ Lập cũng không quá để ý trong nhất đại ngũ hổ hòa ký. Hắn là lão gia hỏa duy nhất nhảy nhót tưng bừng còn sống đến bây giờ, tất nhiên hắn có chỗ giả hoạt của mình. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 741 Tô Văn Văn mãi mãi là đầu to sau lưng nam ca. Ngươi không xứng. Lý Thái Long thở hổn hển nhìn hôi tử đứng trước mặt mình, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Thử một chút là biết thôi. Hôi tử cũng không nói nhảm, quyết định dùng hết hỏa lực ném trường đao trong tay sau đó khinh thường ngoắc ngoắc ngón tay quỳ một chân xuống tung một động tác đấm bốc theo kiểu mua Ê thái động tác này đừng nói là lý thái long ngay cả đỗ lập và những người khác cũng phải ngẩn ra người nào không biết tim đông bá vương lý thái long là người rất giỏi đánh nhau thanh niên kia không biết trời cao đất rộng đúng là đang tìm cái chết hôi tử đã học qua võ thuật đỗ lập đang thở dốc có chút bất mãn hỏi a chu hắn không biết thông tin về đàn em của mình đây chính là tối kỵ trong giang hồ ta cũng không biết nữa đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn như vậy nhưng hắn rất thường xuyên đến phòng tập đấm bốc a chu nhanh chóng đưa ra câu trả lời của mình người muốn chết lý thái long rống to hắn bước lại gần vung gậy đánh thẳng vào sườn đối thủ hôi tự động không ai ngờ tốc độ của hắn lại nhanh như vậy hắn gầm lên một tiếng, nắm đấm tay phải như tia chớp phát sau mà đến trước. Chỉ nghe rắc một tiếng, cánh tay cầm gậy bóng chày của Lý Thái Long bị sức mạnh của một quyền này đánh thành một độ công bất quy tắc. a à, Lý Thái Long kêu thảm. Bước chân hôi tử rất nhanh, cả người dán sát vào trước người Lý Thái Long, sau đó khuỷu tay như lưu tinh đánh thật mạnh vào huyệt thái dương của đối phương. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, kinh nghiệm của Lý Thái Long đã cứu hắn được một mạng hắn liều mạng ngửa ra sau tránh được bộ phận trí mạng nhất nhưng phần xương chỗ lông mày bị khuỷu tay của hôi tử đánh bể máu tươi nhuộm đỏ cả gương mặt dữ tợn một kích còn chưa đánh chết được đối phương hôi tử biến chiêu vô cùng lẹ hắn lập tức trở tay ôm chặt lấy cổ đối phương đồng thời bắt đầu điên cuồng dùng đầu gối đá vào hai mạng sườn của lý thái long mỗi một lần va chạm hôi tử đều quát nhẹ một tiếng rất nhanh ánh mắt của lý thái long bắt đầu tan rã sau đó thất khiếu chảy máu nhìn qua cực kỳ dọa người ta nói ta có thể đánh chết ngươi mà sau khi đánh liên tiếp hôi tử buông lý thái long xuống nhìn lý thái long lung lay chết sống không chịu ngã xuống hắn lạnh lùng lên tiếng lý thái long đã nói không ra lời tôn nghiêm cuối cùng khiến hắn đứng chết ở nơi đó ánh mắt nhìn hôi tử tràn ngập oán hận và sợ hãi xương sườn của ngươi tối thiểu cũng gãy mất năm cái trở lên cơn đau khi chúng đâm vào nội tạng của ngươi khiến cho ngươi sống không bằng chết hôi tử chậm rãi bước đến sau lưng lý thái long động tác đánh bại lý thái long của hắn trong mắt đám lưu manh còn lại chẳng khác nào ma vương tái thế nhìn hắn đi tới bọn họ không tự chủ được lui về sau mấy bước có thể thấy được vừa rồi hắn uy phong đến cỡ nào để ta tiễn ngươi một đoạn nói xong cánh tay hôi tử kẹp lấy cổ Lý Thái Long, đột nhiên phát lực. Trăng rắc. Xương cổ Lý Thái Long bị vặn gãy, sau đó ngã xuống, nhất thời chung quanh lặng ngắt như tờ. Hôi tử nhất chiến thành danh. Thân thủ rất lợi hại, mau điều tra lai lịch của người này. Cùng lúc đó, Tô Văn Văn đang ngồi trước cửa sổ sát đất trong quán trà nheo mắt lại, gương mặt không che giấu được sự kinh ngạc. Chỉ cần là nội gián, nhất định phải ra mặt không ra mặt sẽ không có quyền nói chuyện. Không có quyền nói chuyện, bọn hắn không cách nào khống chế băng đảng. Tô Bình Nam đã từng nói qua điều này với Rebecca và Tô Văn Văn, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Hai năm trước khi phi cơ thượng vị, chỉ cần đã tử nào của Hòa Ký ngoi đầu lên thì nhất định phải điều tra cho rõ ràng. Tập đoàn Cẩm Tú đã sớm xem Hòa Ký là vật trong tay. Bây giờ, Tô Văn Văn nhìn thấy hôi tử đột nhiên xuất hiện trước mặt, trong lòng lập tức cảnh giác. Phương thức người này ra sân quá rung động. Cảnh tượng lớn đến như vậy, lại dùng phương thức này ra sân, nhất định sẽ dựng lên uy phong to lớn trong lòng đám lưu manh tôn sùng bạo lực. Vô ý thì không sao, nếu như hữu tâm, người này nhất định phải bóp chết. Đây chính là suy nghĩ của Tô Văn Văn trong lúc này. Tập đoàn Cẩm Tú đang không ngừng tiến lên. Tô Văn Văn cũng đang không ngừng thay đổi. Tô Văn Văn biết mình không còn là thanh niên đi theo Nam Ca chỉ biết dựa vào nhiệt huyết và liều mạng đánh thiên hạ. Hắn đã là chư hầu một phương của tập đoàn Cẩm Tú. Địa vị thay đổi cũng cần hắn thích ứng. Cao tầng Cẩm Tú, trong mắt mọi người, Tô Văn Văn giống như Tô Định Bắc vậy. Từ nhỏ đã đi theo sau lưng Tô Bình Nam, cùng nhau lớn lên, cũng là một trong những nguyên lão có tư cách nhất của Cẩm Tú. Thậm chí nói một câu khó nghe, nếu tô bình nam xuất hiện chuyện ngoài ý muốn khả năng hắn thượng vị tiếp quản tập đoàn cẩm tú còn cao hơn cả tô định bắc tô bình nam cũng chưa từng xem hắn là người ngoài điểm này có thể thấy được qua vị trí chỗ ngồi và mời rượu trong bữa cơm tất niên tô gia liên quan đến việc trở về tiếp quản thủy sản cẩm tú tô bình nam cũng không giấu giếm tô văn văn đã biết có người bắt đầu có suy nghĩ động vào cẩm tú cho nên tránh suy nghĩ ba hang Tô Văn Văn càng không cho phép kế hoạch độc bá cản thành xuất hiện một chút gì ngoài ý muốn. Bất luận là ai, muốn động vào Tô Bình Nam, trước hết phải bước qua thi thể của Tô Văn Văn. Đây là quyết định mà hắn đã có khi còn bị người ta gọi là đầu to. Tô Văn Văn mãi mãi là đầu to sau lưng Nam ca, chết cũng không thay đổi. Chương 742. Khóc có tác dụng lắm sao? Vào đầu những năm 1980, nhiều biến động kinh thiên động địa ở hạ quốc đã lặng yên bắt đầu, nhưng rất nhiều nơi vẫn ngoan cố như một cục đá. Ví dụ như thôn Tô Gia. Thôn Tô Gia chỉ cách thị trấn gần nhất 30 km, dân phong bưu hãng. Điều này có thể nhìn thấy từ những nam nhân trong thôn thường xuyên phát sinh đánh nhau. Bọn hắn đánh nhau đến khí thế ngất trời, hỏi thăm 18 đời tổ tông của đối phương. Hoàn toàn không nghĩ đến đối phương và mình có chung một tổ tông những đứa trẻ và nữ nhân cũng không cam lòng yếu thế. Mặc dù sức chiến đấu của bọn hắn không cao, nhưng chen thêm cái miệng cũng không thành vấn đề. Nhất thời, ngôn ngữ tung bay, quyền cước tung bay. Mỗi khi đến lúc này, Tô Văn Văn sẽ ngồi ở một nơi hẻo lánh xem náo nhiệt, ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Suy dinh dưỡng nghiêm trọng khiến cho thân hình của hắn gầy gò hơn những đứa bé cùng tuổi. Điều này khiến cho đầu hắn rất to. Thành ra tên hiệu đầu tiên của tô văn văn chính là đầu to đầu to đầu to trời mưa không lo mấy đứa bé cùng tuổi đánh nhau cuốn lên bụi đất khiến tô văn văn nheo mắt lại hắn dùng sức ngẩng đầu khuôn mặt ngây thơ lộ ra một chút nịnh nọt hoàn toàn không tương xứng với tuổi của hắn hắn không dám phản kháng cho dù những người kia còn đổ đất vào trong cổ áo của hắn phản kháng sẽ bị đánh bị đánh rất đau lần trước cũng bởi vì hắn tức giận đánh lại một quyền mà bị đánh hơn nửa tiếng mãi cho đến khi hắn không chịu được phải cầu xin tha thứ thì chuyện mới kết thúc đôi giày mà mẹ của hắn phải dành dụng rất lâu mới mua được cũng bị mất một chiếc sau khi về nhà mẹ hắn thở dài giúp hắn rửa sạch người rồi ban đêm ôm hắn khóc thúc thích hắn còn nhỏ không biết vì sao mẹ lại khóc từ đó về sau hắn quyết định đối phương có bắt nạt hắn đến cỡ nào hắn cũng sẽ không phản kích bởi vì Tô Văn Văn không biết vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy mẹ khóc, trong lòng hắn sẽ rất khó chịu, còn khó chịu hơn so với bị đánh. Hắn không muốn mẹ của hắn lại khóc nữa. Liên quan đến ba của hắn. Một tên du thủ du thực xa gần nghe tiếng đã trở thành một ký ức mơ hồ trong đầu Tô Văn Văn. Hắn chỉ biết tên của ba mình là Tô Mãn Thành. Lần cuối cùng Tô Mãn Thành xuất hiện trước mặt Tô Văn Văn là vào năm hắn 9 tuổi. Năm đó ba của hắn trộm tất cả tiền tiết kiệm bên nhà ông ngoại rồi không bao giờ thấy xuất hiện nữa có lẽ do tác dụng của nụ cười làm lành những đứa trẻ kia không còn chú ý đến hắn nữa chỉ giày vò hắn nửa tiếng rồi bỏ qua hắn điều này khiến cho tâm trạng của tô văn văn không tệ rủ sạch đất trong vạt áo thậm chí tô văn văn còn mỉm cười hài lòng hắn cũng không muốn mặc giày mày dạng tiến lên đùa giỡn với những đứa bé kia Dinh dưỡng không đủ khiến cho những trò chơi mà mấy đứa bé trong thôn hay chơi như leo cây, đánh nhau hay là mò cá, hắn đều không tin thông, cũng chẳng có ai dẫn hắn đi chơi. Hơn nữa, khi những người kia cảm thấy nhàm chán, bọn hắn sẽ cởi quần của hắn, sau đó cười rất vui vẻ. Nếu dựa theo quỷ tích này mà trưởng thành, Tô Văn Văn sẽ trở thành một nam nhân chỉ biết khúng núng. Sau đó mặt bán cho đất, lưng bán cho trời mà kiếm ăn, cưới một cô vợ coi trọng hắn đẻ một hai đứa con rồi sống hết cả đời. Bước ngoặt vận mệnh của hắn là vào một buổi chiều năm 11 tuổi. Tô Văn Văn nhớ rất rõ ràng, đó là ngày mùng 3 Tết. Hôm đó trời không có tuyết rơi, thời tiết sáng sủa như nụ cười của mẹ hắn. Tết xuân vừa qua khỏi, tâm trạng của hắn cực kỳ vui. Thứ nhất, hắn không cần phải mặc chiếc quần pu điên đó. Sau hai năm, mẹ của hắn cuối cùng cũng mua cho hắn một chiếc quần mới. Chất liệu polyeth màu xanh rất êm ái khiến hắn không nở mặt đi đường. Thứ hai, một đứa trẻ từng bắt nạt hắn cho hắn một quả pháo, còn dẫn hắn đi chơi. Quả pháo rất nhỏ, hắn giữ trong người thật chặt. Nhà của hắn lâu lắm rồi không có tiếng pháo vang lên. Theo như lời mẹ hắn nói, mua thứ này chính là lãng phí tiền. Đáng tiếc chỉ vui được 10 phút, hắn khóc. Một đứa bé đã ném một quả pháo xuống dưới chân của hắn, còn uy hiếp hắn không được tránh kết quả chiếc quần mới bị nổ rách tung tóe hắn khóc không phải vì đau lòng cái quần cũng không phải bởi vì chân bị nổ mà đau rát hắn biết mẹ của hắn đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho cái quần này khóc có tác dụng lắm sao cô văn văn vẫn khóc thúc thít không dám về nhà không biết khóc bao lâu mãi cho đến khi sắc trời đen xuống hắn vẫn khóc đột nhiên hắn nghe được một giọng nói hắn ngẩng đầu lên một thiếu niên khỏe mạnh cao hơn hắn cả một cái đầu đang ngậm điếu thuốc nhìn hắn ánh mắt hung ác khiến cho hắn lập tức ngừng khóc tô bình nam hắn biết tên bá vương này đây là lần đầu tiên đối phương nói chuyện với hắn tối ngày chỉ biết khóc tàn thuốc bị ném đi tạo thành một đường vòng cung xinh đẹp trên không trung tô bình nam giống như cười mà không phải cười nói cho ta nghe đi vì sao tô bình nam cháu thứ hai nhà họ tô ở phía tây đầu thôn tô văn văn biết người này mặc dù lão tô gia cũng họ tô nhưng lại không có quan hệ máu mủ gì với họ tô khác trong thôn tô gia hơn nữa hắn từng nghe mẹ nói năm đó tô lão gia tử cũng là một đại nhân vật ăn cơm trên đường cho nên mỗi người trong thôn đều rất tôn kính tô lão gia tử nhưng khác với sự tôn kính của mọi người đối với tô lão gia tử tô bình nam ở độ tuổi này có thể nói người gặp người sợ chính là một hỗn thế ma vương thậm chí Biểu hiện hung ác của hắn cũng chỉ người lớn mới có. Trời sinh vô dụng, tương lai nhất định chẳng phải thứ gì tốt. Kiểu tranh luận này rất phổ biến ở thôn Tô gia, nhưng Tô Văn Văn không quan tâm. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự ấm áp từ một người không phải mẹ của mình. Chương 743. Thời buổi rối loạn. Về phần hôm đó Tô Văn Văn đã trả lời Tô Bình Nam như thế nào? Hắn cũng đã quên, nhưng kể từ hôm đó cuộc sống của hắn đã phát sinh thay đổi từ đầu đến cuối một đứa bé đầu to biến thành cái đuôi của tô bình nam cả người cũng càng lúc càng hung ác sau đó hắn ngạc nhiên phát hiện thuốc lá là một thứ tốt chỉ là hơi đắt những đứa bé vốn hay bắt nạt hắn lúc trước cũng sợ đau cũng biết khóc cũng sẽ nở nụ cười nịnh nọt nhìn hắn từ ngày hôm đó trong lòng đứa bé đầu to cho dù tô bình nam nói ngày mai mặt trời không bao giờ mọc hắn cũng sẽ tin một cách không nghi ngờ sau đó một đường đi đến hiện tại. Chàng thanh niên, quả nhiên đủ mạnh. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Hai người kia vừa chết, người của tân ký giống như năm bè bảy đảng, tốc độ rút đi nhanh vô cùng. Giang hồ tranh đấu không phải đánh trận, hòa ký đương nhiên sẽ không đuổi tận giết tuyệt. Nhìn ông chủ hộp đêm hạ quốc thành mỉm cười bước đến chào hỏi, hôi tử vừa nãy còn là hung thần ác sát giờ lại có chút không biết làm sao. Đỗ lập một bên cười ha hả, giúp hắn giải vây ngươi cứ tính hết mọi tổn thất cho hòa ký chúng ta giấy tờ cứ đưa cho hôi tử về sau hắn sẽ tiếp quản địa bàn này cảm ơn lập ca hôi tử nói câu này là thành tâm thực ý hắn chỉ là một tên lưu manh tầng lớp dưới nhưng bây giờ có thể tiếp quản một địa bàn như vậy đúng là tiến một bước dài không cần khách sáo đỗ lập vỗ vai hôi tử về sau tự mình dẫn người nhớ kỹ phải suy nghĩ bây giờ ngươi đi cùng ta đến thuyên loan ăn khuya đám người đại dê ca hẳn đã chờ lâu lắm rồi đúng rồi chúng ta còn phải bàn giao với người bên ngoài tiền của bọn hắn sẽ được trừ vào doanh thu hàng tháng của ngươi ta sẽ cho người gửi hóa đơn thanh toán cho ngươi mặc dù hôi tử nghe không hiểu nhưng hắn biết từ giờ phút này hắn đã chân chính bước chân vào giang hồ cũng không biết bọn hắn có mưu đồ gì nữa nhìn đám lưu manh bước lên xe A Chu tay chân lanh lẹ vừa khởi động xe vừa cảm khái nói, chém người xông vào trước, chỗ tốt đều thuộc về đại ca. Bây giờ, án cũ mà cục cảnh sát vẫn còn lưu lại cũng chỉ là đám ngu ngốc đó. Ngày đó, cho dù có đột tử ngoài đường, cũng chẳng thấy lão đại của bọn hắn nhỏ một dọc lệ. Khổ còn không phải là người trong nhà sao? Sếp lương ngồi đằng sau không lên tiếng. Sự việc kết thúc cũng không ảnh hưởng đến dân chúng bình thường nhưng kết quả này cũng không khiến cho hắn thả lỏng ngược lại trong đầu hắn vẫn cứ nổi lên hình ảnh phi cơ gật đầu ra hiệu về phía quán trà phi cơ sẽ không thực hiện động tác mà không có mục đích điều này sếp lương có thể khẳng định chắc chắn ngươi có chơi cá độ bóng đá hay không im lặng một hồi sếp lương đột nhiên đưa ra một vấn đề rất kỳ quái chơi chứ manchester united đã thua manchester city vào tuần trước tám trăm tệ của ta cũng không còn nữa vận khí đúng là cất chó ta thiếu chút nữa muốn đập cái tivi a chu vừa lái xe vừa châm điếu thuốc lá gương mặt lơ đễnh ngươi chỉ xem khi ngươi đặt cược sao trong đầu xếp lương loáng thoáng bắt được cái gì đó nhưng dường như vẫn còn cách một tấm lụa mỏng đa phần thì ta sẽ đi xem a chu gãi đầu cũng giống như chơi bát cát mọi người đều thích tự tay mở bài ta đã hiểu như một tia chớp xẹt qua tâm trí xếp lương đột nhiên ngẩng đầu nhìn a chu giọng điệu có chút ngưng trọng người trong quán trà có vấn đề phi cơ đã chào hỏi hắn mau điều tra gốc gác của tên đó cho ta hắn nhất định liên quan đến một thứ gì đó xếp lương vừa mới nhấc lên một tầng sương mù sau đó lại bị choáng ngợp bởi nhiều câu hỏi hơn mục đích của việc này là gì lợi ích ở đâu lợi ích của hắn là gì? Nhất thời, đủ loại câu hỏi khiến sếp lương có chút hoài nghi có phải mình đa tâm quá không? Sếp lương Tiếng kêu của A Chu cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, một người anh em gọi điện thoại đến. Nói nguyên lão của Tân Ký là Lâm Hiệp Khách đã xảy ra chuyện. Xe của hắn phát sinh tai nạn giữa sườn núi, người cũng mất tích. Nhìn ánh mắt sắc bén của sếp lương, A Chu nuốt một ngụm nước bọt, căn cứ vào tình huống ở hiện trường, hẳn là có người làm không phải ngoài ý muốn thời buổi rối loạn trực giác nói cho sếp lương biết vụ tai nạn xe cộ lần này rất có thể có liên quan đến sự kiện đôn đạo hôm nay hắn lẩm bẩm một câu có chút mệt mỏi tựa vào đằng sau bây giờ trời đã khuya vầng trăng tròn ban nãy vẫn còn sáng giờ đã bị mây đen che khuất hoàn toàn bầu trời trở nên đen kịt đúng vậy lão đại tối nay lại một đêm không ngủ nữa rồi A Chu phàn nàn một câu, chiếc xe rẽ ngoặt phi nước đại về phía lưng chừng núi. Lúc này, bên kia bờ đại dương lại là ánh nắng tươi đẹp. 48 giờ sau khi Little Torion mất tích, một vụ án chính thức được mở ra bởi sở cảnh sát Chicago, nhưng xét từ phản ứng của bọn hắn, rõ ràng bọn hắn đang giải quyết cho có. Các bộ phận liên quan quan tâm tới vấn đề tài sản của gia tộc Torion sẽ thuộc về ai hơn là sự sống chết của Little Torion. Sau khi không có Little Torion duy trì cục diện, tốc độ của IRF một lần nữa khiến tất cả mọi người phải choáng váng. Điều này một lần nữa kiểm chứng lời nói của lão đại nổi danh nhất hắc bang tinh điều quốc. Súng máy hạng nặng tốt hơn súng tiểu liên, hãy đeo bao cao su khi lên giường với gái mại dâm, hãy đảm bảo nộp thuế cho chính phủ liên bang, bất kể ngươi kiếm tiền bằng cách nào các khoản tiền phạt khổng lồ do trốn thuế và bằng chứng được ghi chép đầy đủ về các khoản thu lợi bất chính đã khiến những ký sinh trùng Torion phải luống cúng tay chân. Chương 744. Ngươi nên học cách câm miệng. Sau khi thỏa thuận với các chuyên gia, những kẻ này phát hiện ra rằng bọn hắn không những không được thừa kế hợp pháp khối tài sản khổng lồ của gia tộc Torion mà những khoản tiền phạt khổng lồ này sẽ khiến bọn hắn mất thêm tài sản mà Johnny Torion để lại cho bọn hắn. Cách duy nhất để làm điều này là bán các công ty của gia tộc Torion, sau đó sử dụng tiền để bù vào tiền phạt. Nhưng sau khi thương lượng với một vài công ty, mức giá mà những người biết sự thật đưa ra khiến bọn hắn muốn nôn ra máu. Vào thời điểm này, lão quản gia Victor đã làm một công việc cuối cùng cho gia tộc Torion trước khi nghỉ hưu, giúp bọn hắn giới thiệu một nhà sẵn sàng bỏ ra mức giá ổn định thu mua lại doanh nghiệp của gia tộc Torion. Một tập đoàn của hạ quốc Tên của nó là Tập đoàn Cẩm Tú, Tập đoàn Cẩm Tú đã lộ giả tâm muốn thâm nhập vào Chicago, bọn hắn cố gắng tiếp nhận toàn bộ gia tộc Torion, điều này cũng làm cho rất nhiều người không biết nội tình cực kỳ bất ngờ. Nhà máy rượu vang, hộp đêm, câu lạc bộ, trang viên và thậm chí cả đại bản doanh của gia đình Torion. Quyền sở hữu nhà ở công cộng trong 6 khối nhà phía nam. Cẩm Tú đã đưa ra giá cả không nhỏ cho tất cả những thứ này có người mới có tất cả mọi thứ. Người ở trong sáu khối nhà kia mới là cơ sở cho sự lớn mạnh không ngừng của gia tộc Johnny, Tô Bình Nam biết rất rõ điều này. Điều bất ngờ nhất đối với các thành viên trong gia tộc là hành động của tập đoàn Cẩm Tú không hề khơi dậy bất kỳ sự bất mãn nào đối với cu đô và những tay đấm còn lại trong gia tộc, mà thay vào đó dường như rất im lặng. Điều này cũng dẫn đến sự suôn sẻ đặc biệt trong quá trình mua lại. Trong quá trình giao dịch, thái độ của hai bên đều rất im lặng và hào phóng. Đã không còn sự tính toán chi ly trong quá trình mua lại trước đó của hắn, hai bên cực kỳ dứt khoát, khiến cho quét kết, người được tập đoàn cẩm tú thuê, cảm thấy như hắn đã trở thành một vật trang trí. Thậm chí, hắn cảm thấy rằng việc này được gọi là chuyển giao thì còn phản ánh đúng bản chất của thỏa thuận này hơn là mua lại. Là một chủ ngân hàng đầu tư ưu tú, hắn chưa bao giờ thấy đại biểu tư bản nào dễ nói chuyện như vậy và gia tộc Torion hầu như không có bất kỳ ý kiến nào khác về việc mua bán. Yêu cầu duy nhất chính là nhanh chóng. Tương tự như vậy, hắn có một số nghi ngờ trong lòng. Hắn có thể hiểu việc mua lại các nhà máy bia và bất động sản, nhưng hắn không thể hiểu tại sao một công ty nước ngoài lại mua quán bar và câu lạc bộ, đây rõ ràng là những tài sản cố định đầy phiền toái rắc rối. Thượng đế phù hộ, đây là thành phố tội lỗi mất trật tự nhất trong toàn bộ tin điều quốc. Nếu không còn thắc mắc gì, xin hãy ký tên vào đây, sau khi giải thích từng nội dung liên quan, quét đặt một tài liệu dày cộp trước mặt Maurin Torion. Đại diện toàn quyền của gia tộc Torion. Tay cầm cây bút của Maurin Torion run run. Từ quan điểm kinh doanh, mức giá mà doanh nghiệp hạ quốc có tên tập đoàn Cẩm Tú này đưa ra là rất công bằng. Nhưng Maureen biết rằng khoảnh khắc hắn đặt bút ký cũng thể hiện rằng 30 năm làm việc chăm chỉ của chú Johnny đã hoàn toàn đi vào lịch sử. Thở dài một tiếng, vừa định ký tên, một tiếng động lớn khiến hắn phải dừng động tác lại, cửa phòng họp bị người ta đẩy ra một cách thô bạo. Maureen bé nhỏ thân mến, ta nghĩ ngươi có thể nghe điều kiện của ta trước rồi ký tên cũng không muộn. Aston đeo ngồi ngay ngắn trên ghế thờ ơ lạnh lùng nhận ra ai ngay từ cái nhìn đầu tiên tập đoàn Cẩm Tú rất coi trọng việc thu thập tin tức. Aston đeo biết rõ thông tin về vị khách không mời mà đến này, một trong những nhà lãnh đạo quyền lực nhất ở khu vực phía Tây của Chicago, nhà lãnh đạo của người Ireland cực kỳ bài ngoại, Franzin. Kẻ bị Johnny đàn áp suốt 20 năm cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt sau khi gia tộc Torion biến mất. Hắn lại cố gắng giành lấy ngai vàng mà hắn đã ao ước suốt 20 năm qua một lần nữa. Bước đầu tiên của hắn là tiếp quản các vùng mà Johnny dùng để xuất hàng và nuôi người. Không giống như 20 năm trước, bây giờ hắn phải sử dụng tiền thay vì dựa vào bạo lực để có được, điều này chắc chắn khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Ta muốn quán 36 khối nhà của gia tộc Torion. Nó nên thuộc về ta 20 năm trước, bây giờ ta sẵn sàng trả tiền để lấy lại đồ của mình, người có thể nhận được sự tha thứ từ người Ireland của chúng ta. Với điếu xì gà trong miệng, giọng mạnh mẽ của người Ireland đầy kiêu ngạo, Maureen bé nhỏ. Ta nghĩ ngươi biết ân oán giữa ta và chú ngươi, món quà tốt nhất có thể khiến ta buông bỏ quá khứ chính là ngươi bán quán ba này cho ta. Tiên sinh, chúng ta không mời ngươi đến, ngươi làm thế là rất bất lịch sự, điều này vi phạm quy tắc kinh doanh, xin hãy ra ngoài, nhìn thấy khoản tiền hoa hồng sắp đến tay, quét là người đầu tiên lao ra, đồng thời hắn cũng thấy nhẹ nhõm một cách kỳ lạ rõ ràng hắn có một cảm giác không thể giải thích được về việc mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ như thế nhưng phân cảnh tiếp theo lại khiến chàng thanh niên sinh ra ở khu giàu có và trở thành tinh anh giới tài chính này cực kỳ choáng váng hai nam nhân vạm vỡ đứng trước mặt hắn với đôi mắt dữ tợn một trong số bọn hắn cố tình xốc vạt áo vét lên chui súng năm đen lấp lánh kia khiến quét phải nuốt những lời định nói vào bụng tiểu tử tốt hơn hết là ngươi nên học cách câm miệng Franjin ngước mắt lên nhìn Oét, có vẻ lo lắng. Sau khi nhìn xung quanh, hắn dừng lại chỗ Dương Thiên Lý đang ngồi yên lặng trong phòng họp, người phương Đông, ta biết các ngươi có công việc kinh doanh ở Las Vegas và có mối quan hệ tốt với gia tộc Coleno. Nhưng hãy nhớ rằng Chicago không phải là New York. Nơi này chưa bao giờ là một thành phố hiếu khách. Chương 745 Trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ, ngươi đang muốn nói gì? Sau khi Frank cất giọng kiêu ngạo như đang ở nơi không người, hắn chớp chớp mắt với Maureen Torion, "Bây giờ ta nghĩ bọn hắn sẽ không ngốc đến mức tiếp tục mua lại di sản mà Johnny để lại, chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng một chút." Yên tâm ký tên đi Maureen tiên sinh. Trong khi Maureen do dự, Aston đeo dịch lại từng câu từng chữ của Dương Thiên Lý, tập đoàn Cẩm Tú chưa bao giờ e ngại bất cứ sự đe dọa nào. Ngươi có chắc về điều đó không? Maureen Torion nhìn nam nhân phương đông điềm tĩnh, sự nghi ngờ trong giọng của hắn rất rõ ràng. Ta chắc chắn. Dương Thiên Lý đầu tiên gật đầu khẳng định, sau đó nhìn Aston đeo nói tiếng Hạ Quốc mà rất ít người trong phòng có thể hiểu được, giết gà dọa khỉ, thảo nào lão đại nói gà sẽ tới cửa. Aston cười gật đầu, mắt nhìn Frank như đang nhìn một người đã chết, Frank cũng không nổi trận lôi đình sau khi Maureen Torion đặt bút ký tên, mà là cười như không cười nói với Dương Thiên Lý một câu chào mừng đến với phong thành ta hy vọng ngươi sẽ không hối tiếc về quyết định ngày hôm nay Dương Thiên Lý nhìn đối phương, ung dung gật đầu ta thích ở đây nên sẽ không hối hận sau khi nhận được hoa hồng, đội của Quét ra đi vội vã rõ ràng là bọn hắn đang sợ hãi thành phố đầy bạo lực này nhưng một tin tức trên tờ báo ngày hôm sau đã khiến Quét bị sốc đến mức cà phê trên tay đổ ra ngoài mà hắn vẫn không có chút phản ứng nào bạo lực ở Chicago ngày càng tiếp tục leo thang khi một người gốc Ireland bị bắn chết trên đại lộ số 4, được biết. Nạn nhân tên là Frangin. Ship Sắc mặt của Ninh Tiểu Ninh rất khó coi, Frang đã chết sau cuộc xung đột với tập đoàn Cẩm Tú Thiên Nam mà nàng không muốn nhắc đến, nhưng người động thủ lại không phải Cẩm Tú, điều này khiến cho giác quan thứ sáu nhạy cảm của nàng cảm thấy lo lắng. Điều tra rõ ràng rồi sao? Chân tướng của sự việc đẫm máu và phức tạp hơn nhiều so với những gì báo chí đưa tin. Người Ireland tuy có lãnh thổ nhỏ nhưng bọn hắn có thể chống lại sự chèn ép của Johnny Torion suốt 30 năm cho thấy sức mạnh của bọn hắn không hề yếu. Nhưng chỉ trong một đêm, bốn thành viên nòng cốt đã bốc hơi khỏi thế giới này, chuyện này chắc chắn làm cho mọi người cảm thấy sợ hãi. Từ khi nào những thế lực ngầm giữa các chủng tộc khác nhau ở khu Nam lại trở nên đoàn kết và nhất trí đối ngoại như vậy? đã điều tra rõ ràng. Quy nuốt nước bọt, hắn cũng hơi kinh hãi. Tình huống phức tạp quả thật hơi ngoài dự liệu của hắn. Đêm qua, ba khu phố phía nam đã tham gia vào cuộc tấn công tên khốn Frank. Bọn hắn không hề quen biết nhau. Người tấn công là Ricky Benson. Vô troi, thậm chí còn có tàn dư của gia tộc Torion. Khuôn mặt của Quy cũng hơi thất thần. Hắn đã nỗ lực rất nhiều vào việc điều tra, nhưng kết quả thu được khiến hắn không thể tìm ra lý do tại sao những người này lại hợp lực để tấn công người Ireland. Hận thù Nhưng giữa ba thế lực này và người Ireland nhiều nhất chỉ có thể coi là xích mít nhỏ, không đáng để xảy ra một cuộc chiến lớn như vậy. Lợi ích Điều này càng khó xảy ra hơn, kinh doanh của người Ireland đơn giản là không thể đặt chân đến khu vực phía nam. Đừng nghĩ nữa. Vẻ mặt của Quy khiến tâm trạng Ninh Tiểu Ninh càng thêm cáo kỉnh, nàng lạnh nhạt liếc đối phương một cái rồi đứng dậy đứng trước cửa sổ lớn trong phòng tay phải trong bao tay hình như lại hơi đau ta có thể khẳng định rằng ba thế lực này hẳn là có liên quan đến tập đoàn cẩm tú điều này chắc chắn chúng ta đang lo lắng hiện nay đối phương còn khống chế bao nhiêu thế lực nữa mà chúng ta không biết huy im lặng căn phòng tĩnh lặng một lúc lâu sau ninh tiểu ninh cười lạnh lẽo không nghĩ ra được thì đừng nghĩ nếu không đoán ra được thì đừng đoán Vậy thì chúng ta sẽ trực tiếp giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Đôi mắt nữ nhân tỏ vẻ thù hằn, giết chết Tô Bình Nam rồi thì mọi chuyện sẽ được giải quyết. Quy gật đầu, ba ngày nữa hắn sẽ đến tòa nhà Walker cơ để xem nhà, lúc đó ta sẽ xử lý hắn. Đừng làm ta thất vọng. Nữ nhân kết thúc cuộc trò chuyện, nàng nhìn chầm chầm vào những ngón tay màu vàng của mình một lúc lâu không dời mắt, tiên sinh, nghe nói ngươi đã tiếp quản mọi thứ của Johnny tiên sinh, Dương Thiên Lý nhìn một thiếu niên xâm nhập vào trang viên bị bắt đưa đến trước mặt mình. Nghe Aston đeo dịch lại nội dung mà kinh ngạc. "Đúng vậy, có vấn đề gì không?" Dương Thiên Lý vẫy tay ra hiệu cho cấp dưới buông người kia ra, nhìn thiếu niên đang hơi lo lắng xen lẫn quan tâm hỏi chuyện. Đứa trẻ này 16, 17 tuổi, lông mày rậm, mắt to, dáng người vạm vỡ, nhưng điều đáng chú ý nhất ở hắn là ba vết sẹo cực kỳ rõ ràng trên má phải khiến hắn trông dữ tợn không phù hợp với lứa tuổi. Vậy số tiền này thuộc về ngươi, áo khoác của thiếu niên mặc sẹo hơi cũ kỹ, có thể thấy được gia cảnh của đối phương không giàu có. Nói xong thiếu niên duỗi tay lấy mấy sấp giấy bạc dày cột ra ném lên bàn trước mặt Dương Thiên Lý với vẻ mặt kính cẩn. Các tờ tiền mệnh giá không lớn, đa phần là mệnh giá nhỏ, nhưng chắc chắn đó là một khoản tiền rất lớn đối với thiếu niên này. Tiền của ta, Dương Thiên Lý nhìn tờ tiền 400 đô la trước mặt rồi quay lại nhìn Cú Đô. Chuyện này là sao? Cú Đô lắc đầu. Hắn chỉ là một đội trưởng điều hành nhỏ của gia tộc Torion. Hắn không hiểu nhiều vấn đề kinh doanh. Với sự sụp đổ của gia tộc Torion, rất nhiều điều có lẽ đã trở thành bí mật vĩnh viễn. Hôm nay những người Latin ở khu thứ tư vẫn đang bán rượu không có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán, nhưng dường như bọn hắn đã quên rằng khu thứ tư không phải là không có chủ nhân, vì vậy ta đã giúp ngươi lấy phần chưa nộp của bọn hắn về." Thiếu niên nói rất nhẹ nhàng nhưng sắc mặt của tất cả những người có mặt đều cứng lại, mắt của Dương Thiên Lý quét qua màu đỏ sẫm vẫn chưa được rửa sạch trên tay thiếu niên. Các bạn đang nghe trên kênh nhà đọc truyện. Chương 746. An Capon. "Rất tốt." "Ngươi tên gì?" Dương Thiên Lý hỏi. "Capon, An Capon." Trên mặt thiếu niên lộ ra vẻ hưng phấn giọng càng ngày càng phục tùng, ngươi làm điều đó để làm gì, ta muốn phục vụ ngươi, ta muốn ngươi là người lãnh đạo của ta, ta sẵn sàng cống hiến tất cả vì điều này, bao gồm cả sự trung thành với ngươi bằng cả mạng sống của ta, thiếu niên nói xong thở vào nhẹ nhõm, hiển nhiên cũng thoải mái hơn rất nhiều. Đứa trẻ này chọn ngươi làm thủ lĩnh của hắn. Aston đeo ghé vào tai Dương Thiên Lý giải thích bằng ngôn ngữ hạ quốc. Lời nói có hàm ý sâu xa, đây là truyền thống xã hội đen rất lâu đời của chicago có nghĩa là hắn sẽ phục vụ ngươi cho đến khi ngươi không còn cần đến hắn nữa nhưng có một quy tắc bất thành văn aston đeo dừng lại nhưng vẫn nói nói chung chỉ có thủ lĩnh mới đủ tư cách làm người lãnh đạo dương thiên lý ngẩng đầu nhìn thoáng qua aston đeo yên lặng suy nghĩ trong vài phút sau đó châm một điếu xì gà mỉm cười ném cho an capon một điếu ta không phải chủ nhân ở đây nhưng ta sẽ giới thiệu ngươi với hắn Tiểu tử à, ngươi thật là may mắn, đó là một nhân vật lớn mà ngươi thực sự có thể giao phó cuộc đời mình. Aston đeo ở bên cạnh xen vào, trái tim chợt buông lỏng. Tuy Dương Thiên Lý ít nói nhưng mối quan hệ giữa hai người luôn rất tốt, hắn hiểu bốt lớn sẽ không thường xuyên sống ở tinh điều quốc, sợ Dương Thiên Lý tùy tiện làm ra động thái gì đó không có lợi cho bốt lớn, vậy khi nào ta có thể gặp hắn, vội vàng cầm lấy điếu xì gà, hút một hơi lớn, thiếu niên ho dữ dội, một lúc lâu sau mới hỏi, ba ngày sau ta sẽ đưa ngươi đến New York. Có ai phàn nàn không? Tiểu Trang đã bàn giao xong công việc cũng không sốt ruột lên xe, hơn nữa còn hít mắt nhìn thấy người của tập đoàn Cẩm Tú ở Lâm Hải dưới ánh mặt trời, giọng nhỏ lại, không. Chỉ là hôm trước Hà Lão Lục uống chút rượu, nói một câu nam ca không khỏi quá nghiêm khắc, cũng không nói gì khác nữa. Tiểu Trịnh ở bên cạnh cung kính giúp hắn mở cửa xe, nói hết tất tần tật, nói chuyện này cho giám đốc tô đi tiểu trang mỉm cười lên xe ngên ngang bỏ đi so với tuổi này thì đúng là rất giỏi và hiếm gặp tấm thảm thủ công ba tư màu trắng như tuyết trông cực kỳ mềm mại dưới ánh sáng của lò sưởi khách sạn tô bình nam lắc ly whisky đá trên tay và đưa ra đánh giá cao hiếm có trước mắt hắn là tất cả những thông tin về thiếu niên tên an carbon từ khi sinh ra đến nay hầu hết mọi thứ có thể tìm được đều được ghi lại trong đó Điều này bao gồm cả nhân chứng đã chứng kiến cách An Capone lấy được 342 đô la, đúng vậy, bốt. Aston Dell dẫn đầu vội vã trở về New York cũng đã đọc được thông tin, hắn không thể ngờ rằng một thiếu niên lại có thể giật được tiền từ tay ba tên đầu gấu Latin bằng tay không. Thậm chí còn giao cho Dương Thiên Lý không ít. Từ chuyện này có thể thấy rõ sự sự táo bạo và tàn nhẫn của thiếu niên này. Người xuyên không tô bình nam cực kỳ quan tâm đến chuyện phía bên kia đại dương, thế mà hắn cũng không biết nam nhân trẻ tuổi đang được hắn và Aston đeo nói đến khét tiếng như thế nào ở kiếp trước. Một thế hệ huyền thoại, Capone mặt sẹo. Đệ tử của Johnny Torion, người thừa kế quyền lực thống trị Chicago trong 30 năm, một hùng ưng màu đen mới 22 tuổi đã khiến cả tinh điều quốc đau đầu cho đến khi Tô Bình Nam tái sinh. Mặc dù lúc đó hắn đã bị kết án 300 năm tù. Nói về độ nổi tiếng của hắn, ở tin Điều Quốc chỉ cần nói đến Chicago thì phải nhắc đến hai người. Một người là An Capone, người đứng trước An Capone là Michael Jordan. Hắn có thể trở thành huyền thoại của cả một thế hệ không chỉ vì sự tàn nhẫn của hắn được tất cả mọi người, kể cả gia tộc mafia ở New York đều thắng phục. Ở thời kỳ đỉnh cao, An Capone đã kiểm soát mạng lưới tội phạm gồm 35 bang, có hơn 30.000 tay súng đi theo hắn, mà còn vì lòng trung thành của hắn với gia tộc Johnny Torion. Mặc dù vào thời điểm đó Torion đã trở nên vô giá trị vì căn bệnh Alzheimer, hắn vẫn bảo vệ và phục vụ gia tộc Johnny Torion, thậm chí hàng năm còn nâng mức hơn 50 triệu đô la tiền phi pháp để cung cấp cho những ký sinh trùng của gia tộc Torion tiêu xài. Đồng thời, điều này cũng khiến cho sự gắn kết tập đoàn của hắn trở nên mạnh mẽ khủng khiếp, vì sẽ không có ai tin rằng làm việc cho An Carbon sẽ bị phản bội hoặc bị bỏ rơi. Giết bất cứ kẻ nào dám cản đường mình, Thu phục bất cứ ai có ích cho mình, đó là phương châm của anh chàng đã được ghi vào sử đen. Đó là những gì hắn nói và là những gì hắn làm. Nếu không bị phát hiện ra thì ai mà ngờ được số tiền tập đoàn Ancapone dùng để mua chuộc lòng người một năm lên tới 60 triệu. Ngươi có nghĩ rằng ta nên làm thủ lĩnh của thằng nhóc này không? Tô Bình Nam hỏi Aston Dell, hắn nghi ngờ liệu cái gọi là truyền thống này có thể duy trì lòng trung thành hay không. Bố, chúng ta có thể nói theo cách khác giọng Aston trở nên nghiêm túc, ngươi nên thu nhận hắn làm môn đồ, môn đồ. Tô Bình Nam từ từ uống nốt phần rượu còn lại trong ly. Thông thả xoay điếu xì gà trên tay. Môn đồ, tức là những người đi theo. Chúa gọi những tín đồ trung thành nhất của ngài là môn đồ. Bốt, tập đoàn Cẩm Tú cuối cùng sẽ trở thành một tài việt khổng lồ xuyên quốc gia, ta không nghi ngờ gì về điều đó, nói tiếp đi. Xì gà tắt, Tô Bình Nam không tiếp tục châm lửa, dùng tay trái gõ nhẹ có tiết tấu lên mặt bàn. Aston đều biết đây là thói quen của lão đại khi đang suy nghĩ nghiêm túc, thế nên hắn càng nói chuyện cẩn thận hơn, chương 747. Ngươi nên cẩn thận một chút. Nhưng tập đoàn Cẩm Tú không thể chỉ có những người đến từ hạ quốc, vì vậy ngươi cần những người thuộc nhiều màu da và chủng tộc khác nhau để giúp ngươi điều phối xung đột văn hóa giữa những khu vực này và bồi dưỡng lòng trung thành ngay từ khi còn nhỏ chính là cách tốt nhất, nói xong Mắt Aston đeo nóng lên, với tầm nhìn kinh doanh và khả năng điều khiển lòng người của ngươi, bốt, ta không thể tưởng tượng được đến khi ta già rồi cẩm tú sẽ phát triển đến mức nào, ngươi chắc. Chắn sẽ trở thành một huyền thoại vĩ đại trên thế giới này. Dưới ánh lửa của lò sưởi, Aston đeo trông giống như một linh mục thành kính cầu nguyện, tạo cho người ta sự kỳ dị khó tả, thông báo cho Dương Thiên Lý và nhờ hắn mang thằng nhóc đó đến gặp ta. Biểu cảm của Tô Bình Nam trở nên nghiêm túc chúng ta đã sử dụng bốn vụ tai nạn xe hơi để buộc hắn đi theo con đường này. Và giờ là lựa chọn tốt nhất, vì vậy chúng ta sẽ ra tay ngay tại đây. Những ngón tay của Quy chạm mạnh vào một phần nào đó của bản đồ, đối phương rất thận trọng, vì cẩn thận, ta không biết chính xác thời gian bọn hắn đi qua. Nhưng New York là một đô thị quốc tế, mặc dù nơi này đã không tính là khu vực phồn hoa, thời gian còn lại cho chúng ta cũng không nhiều. Đội trưởng, đây là tin điều quốc không phải Mexico của chúng ta, thật là điên rồ khi làm việc này. Ngươi có biết hậu quả không? Sau khi nghe kế hoạch của Quy, một cấp dưới không thể không lên tiếng phản đối. Hắc Quả phụ muốn hắn chết bằng mọi giá, còn ai có nghi vấn nữa? Tất cả mọi người vẫn giữ im lặng, Quy nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói, lời là của nàng nói, còn mạng là của chúng ta. Vì vậy, 11 phút, chúng ta chỉ có 11 phút cho cả quá trình, cho dù thành công hay thất bại. Tất cả chúng ta phải rời New York ngay lập tức. Phải biết rằng đối phương vẫn là khách quý của gia tộc Coleno, đến lúc đó sẽ không chỉ có cảnh sát tìm đến chúng ta. Nhớ kỹ, nếu muốn sống sót, chúng ta phải nhanh lẹ. Hiểu rồi. Khi lời nói chấm dứt, bản đồ bị quy đốt cháy và nhanh chóng biến thành tro bụi, đội trưởng. Adi phụ trách phần nguy hiểm nhất đã im lặng vài phút, rốt cuộc vẫn lên tiếng. Có chuyện gì vậy? quy có phần chưa rõ nếu ta chết ngươi có thể đồng ý một yêu cầu của ta hay không đôi mắt coi thường sống chết của adi lộ ra vẻ bối rối em gái ta có thể phụ trách giao sữa trên phố cát la được không quy im lặng vỗ vai adi ta hứa với ngươi là sẽ làm được thấy quy bỏ đi người bạn đồng hành bên cạnh đưa cho adi một điếu thuốc châm lửa cho hắn xong cười nói chúng ta có tiền trợ cấp mà ngươi không cần lo lắng chuyện ở nhà ngươi sai rồi adi hít thuốc một Hơi thật sâu. Để cho mùi cây nồng lan tỏa khắp phổi trước khi thở ra, khoảng trợ cấp đó có khả năng giết chết bọn hắn, mặc dù thu nhập từ việc giao sữa ít ỏi nhưng có thể đảm bảo người nhà ta không bị chết đói. Hắn nói xong, bốn người khác trong phòng đột nhiên không nói nữa, cả phòng im lặng đến chết người. Bầu trời có tuyết nhỏ rải rác, đường phố của khu 4 có vẻ hơi lầy lội. Nhưng môi trường ở đây tốt hơn nhiều so với những nơi ở những con phố được xếp hạng thấp hơn. Ít nhất là không có nhiều nước thải đóng băng và đường trơn trượt khiến cho cả người chật vật nếu không cẩn thận. Bước chân của An Capone nhanh nhẹn thoải mái, không phải vì 100 đô la khổng lồ trong túi, mà vì cuối cùng hắn đã tìm ra một con đường, một con đường sống để duy trì kế sinh nhai của gia đình. Bây giờ hắn như đang mơ. Hắn thật sự một mình bước vào trang viên, không những không bị mắng chửi mà còn may mắn được nhân vật lớn kia đánh giá cao, cuối cùng còn được mời ngủ lại qua đêm sau bữa tối. Thề với trời, An Capone chưa bao giờ được ngủ trên một chiếc giường lớn thoải mái như vậy, đến mức hắn sẵn sàng chết trên đó. Đúng rồi, 100 đồng này là tiền thưởng của đối phương. Đèn đường đã tắt hoàn toàn nhưng An Capone không hề lo lắng về sự an toàn của mình. Ở khu 4 hắn rất nổi tiếng. Hầu như đám giang hồ nào đi lang thang trên phố đều biết tiểu tử nhỏ bé với ba vết sẹo trên mặt này không dễ dây vào. Đi ngang qua lối đi nhỏ của mấy người nhà, hắn nhẹ nhàng mở cửa. Quả nhiên mẹ hắn không hề ngơi tay, vẫn cần mẫn gấp hộp đựng hàng siêu thị. Có chân giò hung khói ở phòng bếp đó, còn có một ít bánh mì nữa, người mẹ ngẩng đầu lên. Đôi mắt đỏ ngầu liếc nhìn đứa con trai đã hai ngày không về nhà rồi nói một câu quan tâm. Sau đó cúi đầu xuống và tiếp tục gấp hộp giấy. Ta không đói, ngươi ăn đi, An Capon đặt 100 đô la Mỹ trên bàn làm việc của mẹ, gần đây ta đã tìm ra cách, giờ ta phải đi vài ngày, mẹ hắn đờ đẫn nhìn tờ tiền xanh, vài phút sau không kìm được tiếng nức nở. An Capone là con trai thứ ba của nàng, hai người con trai đầu của nàng cũng để lại một khoản tiền như vậy và không bao giờ quay trở lại. Giờ đây, đứa con thứ ba của nàng cuối cùng cũng dấn thân vào con đường này. Không phải như ngươi nghĩ đâu, An Capone biết lý do tại sao mẹ mình lại khóc, đại ca của hắn đã chết trong một trận đấu súng còn nhị ca thì bị cướp và đánh chết khi đang giúp Johnny tiên sinh giao hàng. Có vẻ như hành động và lời nói của hắn đã khiến mẹ hắn hiểu lầm. Chắc mẹ hắn đã nghĩ rằng 100 đô la này là thù lao do mình bán mạng kiếm về. Không có chuyện gì đâu, chính ngươi nên cẩn thận một chút. Người mẹ lau nước mắt, không hỏi thêm mà nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng. Cuộc sống đã hoàn toàn đè bẹp nàng. Nàng sẽ không ngăn cản sự lựa chọn của con trai mình sống ở nơi quỷ quái này, tất cả những gì nàng có thể làm là cố gắng để cho con trai có một tâm trạng tốt. Chương 748 Coi thường sinh mạng Đúng rồi. Bà mẹ đứng dậy ngăn Capone đang chuẩn bị tắm rửa, lục tìm trong tủ một hồi lâu. Nàng cẩn thận lau sạch một chiếc bùa hộ mệnh và đeo vào cổ con trai mình, nó sẽ phù hộ cho ngươi, bùa hộ mệnh rất dày, treo nó quanh cổ thậm chí còn khiến An Capone cảm thấy hơi nặng nề hằng nhóc ôm mẹ hôn lên trán và nói lời chúc ngủ ngon cơ hội và hiểm nguy cùng tồn tại hắn không muốn trở thành một kẻ hèn nhát hắn phải gánh vác kế sinh nhai của mẹ và ba đứa em sau khi ba hắn qua đời tất cả những gì hắn có thể dựa vào là cái mạng quèn này từ kiên tỉnh vào ban đêm chắc chắn không được sử dụng ở new york một thành phố quốc tế không bao giờ ngủ trong khi mẹ của an capon thức trắng đêm để làm đồ thủ công thì nhân viên bất động sản ra chồ cũng đang đỏ mắt thực hiện những công việc chuẩn bị cuối cùng người mua đến từ phương đông vì vậy các sở thích điều cấm kỵ và thậm chí ngay cả những sở thích của chủng tộc này nàng cũng phải nắm rõ để không gây bất mãn cho đối phương nữ tử rất lo lắng nàng không biết gì về người mua sau khi bên kia liên lạc với nàng một lần thì không có thông tin nào theo dõi thậm chí yêu cầu gặp mặt trực tiếp của nàng cũng bị từ chối. Cho đến nay, điều duy nhất nàng biết là đối phương là một người giàu có ở hạ quốc, nàng chỉ có thể chuẩn bị mọi thứ để tránh thất bại mà thôi. Vất vả như vậy bởi vì đây là một khoản tiền khổng lồ. Nó đủ lớn để thay đổi quỹ đạo cuộc sống bây giờ của nàng, vì vậy nàng không dám xem nhẹ một chút nào. Tầng trên cùng của tòa nhà Walker. Phí bất động sản kia cũng đủ để tầng lớp trung lưu phá sản biệt thự cao cấp thật sự có người mua, lần này khiến ra trồ không dám tin vào vận may của mình. Ra trồ rất đẹp. Nàng có một gương mặt có thể đến Hollywood kiếm cơm và một dáng người có thể đi các vác ở Paris. Những điều khiến 90% nữ tử trên thế giới phải ghen tị đó chính là rắc rối lớn nhất của nàng bây giờ. Sau khi nhận được giấy phép hành nghề môi giới bất động sản, nàng đã trải qua rất nhiều khó khăn để gia nhập công ty môi giới bất động sản nổi tiếng hàng đầu ở New York này nhưng điều này không trở thành sự khởi đầu của một sự thay đổi cuộc đời mà còn đẩy nàng vào vũng lầy của một sự nghiệp khác Sau nhiều lần cố tình gợi ý và theo đuổi không thành công của cấp trên, chuỗi ngày khó khăn của nàng đã đến tầng trên cùng của tòa nhà cơ, biệt thự hàng đầu có giá lên đến 31 triệu đô la đã rơi vào tay nàng và trở thành tài nguyên của nàng nhưng bây giờ nàng chỉ là một nhà môi giới liên kết, môi giới cộng tác viên, cho nên nói đây cũng không phải là một điều tốt. Nhìn bề ngoài thì cách làm của cấp trên không tìm ra bất kỳ sai lầm gì, đặt một tài nguyên cấp cao nhất vào tay nàng chắc chắn là coi trọng nàng, nhưng nội bộ mọi người hiểu rằng không ai ở đất nước tinh điều quốc sẽ mua căn nhà này từ đối tác đại lý, đặc biệt đối tác là người trẻ tuổi có thâm niên chưa lâu như vậy. Ngay cả khi nàng đẹp một cách đáng kinh ngạc người sếp gọi chuyện ra chồ đang làm là tập trung chuyên chú làm kinh doanh. Hắn rất tự hào về cách làm của mình. Mắt thấy ra chồ đã mấy tháng không có thành tích, sắp đến bờ vực chạy tán loạn, lúc con mồi sắp tới tay thì bất ngờ xảy ra. Lúc này thực sự có người thích ngôi nhà đó. Luật sư của bên kia không quan tâm ra chồ là một đối tác đại lý và không có bất kỳ kinh nghiệm nghề nghiệp nào. Bấy giờ hắn mới luống cuốn tay chân. Mặc dù hắn đã nhiều lần ám chỉ với bên kia rằng việc mua lại tài sản khổng lồ như vậy không phù hợp với một người mới, cố gắng khiến đối phương chủ động đề nghị người thay thế nhưng vị đại luật sư kia chỉ làm ngơ. Không phải Aston Dell không hiểu ý của đối phương, chỉ có hai lý do khiến hắn không quan tâm. Đầu tiên, nữ nhân này rất quyến rũ. Điều này sẽ khiến tâm trạng lão đại vui vẻ. Thứ hai, Bây giờ nguồn lực của Tô Bình Nam và tình hữu nghị với gia tộc Coleno không sợ bất kỳ rắc rối và cạm bẫy nào. Một khi đã như vậy, Aston đeo nghĩ tại sao lại không để một nữ tử xinh đẹp phục vụ cho lão đại của mình. Bộ vét đen 75 đô la, đôi bốt da đen 40 đô la và chiếc áo sơ mi cùng giá khiến An Capone hơi luống cúng tay chân. Như vậy nhìn tốt hơn rất nhiều. Dương Thiên Lý Liếc nhìn thiếu niên đang có vẻ cực kỳ cẩn trọng, lần đầu tiên gặp mặt, ngươi cần để lại ấn tượng tốt với tô tiên sinh cảm ơn tiên sinh trước đây an capon chưa bao giờ được đối xử tử tế như vậy trong lòng đầy cảm kích và lo lắng ta nhất định sẽ trả lại cho ngươi số tiền này không cần khách sáo như vậy dương thiên lý đứng dậy giúp thiếu niên sửa sang lại cổ áo hơi có hàm ý sâu xa sau này chúng ta là người một nhà thiếu niên lặp lại những lời của dương thiên lý với một biểu hiện kỳ lạ lớn lên với tiếng khóc của mẹ và áp lực của cuộc sống, lần đầu tiên có người gọi hắn là Người nhà Được rồi, đừng thất thần nữa, ông chủ đang đợi chúng ta Dương Thiên Lý sải bước, An Capone cũng theo sau Lòng bàn tay hắn ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng, nhưng bộ đồ đắt tiền khiến hắn không có chỗ nào để lau An Capone tội nghiệp phải mở lòng bàn tay của mình ra, điều này sẽ giúp hắn cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng lại khiến tư thế đi đường của hắn trông hơi kỳ lạ. Bây giờ là 9 giờ sáng giờ New York, cũng là giờ đầu tiên sau khi An Capone đến. Nhân viên bất động sản xinh đẹp đã đến sảnh khách sạn Hilton từ sáng sớm và chờ đợi. Sau khi nhận được tin, quy đóng điện thoại, hắn nhìn đám đông xung quanh, im lặng một hồi rồi nói, chắc là đối phương sắp khởi hành, thông báo cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người trong xe chỉ yên lặng gật đầu, không có căng thẳng trong mắt cũng không có tia sóng gió, có người chỉ thờ ơ, sự coi thường sinh mạng này không chỉ bao gồm sinh mạng của kẻ thù, mà còn cả chính bản thân bọn hắn. Chương 749. Hiểu nhưng vẫn làm. 5 phút sau khi quy ra lệnh, hai chiếc Dodge Cruisers màu đen chậm rãi đậu ở đoạn đường dốc chỗ đèn giao thông ở trung tâm đại lộ số 9, cách quảng trường Broadway và Madison hai dãy nhà. Bây giờ tất cả những gì bọn hắn cần là chờ đợi đợi nhân vật mục tiêu xuất hiện, sau đó giết chết đối phương. Bọn hắn rất tự tin về điều đó. Quy rất tự tin, nhưng rõ ràng hắn cần một chút kiên nhẫn. Bởi vì hắn không biết rằng lý do khiến ra chồ Nicole đợi ở sảnh sớm như vậy không phải vì nàng đã nhận được một cuộc điện thoại. Mà là nàng quá lo lắng vì sợ có vấn đề. Thời gian trở lại 15 phút trước. Đó là lý do duy nhất ra chồ Nicole đến sảnh uống cà phê sớm. Mặc dù nàng đã gọi điện thoại để xác nhận rằng đối phương sẽ không bắt đầu vào buổi sáng, nhưng giống như An Capone, ra chỗ Nicole không biết gì về Tô Bình Nam. Nàng không biết liệu người phương Đông giàu có thần bí này có thể đột nhiên thay đổi hành trình hay không, không biết mình có thể vì kẹt xe hay các vấn đề khác mà đến trễ hay không. Ra chỗ vì quá hồi hộp lo lắng chuyện được mất đến mức sinh bệnh. Không thể chịu đựng được suy nghĩ của bản thân nên đã chạy ra sảnh từ sớm để chờ cuộc gọi từ bên kia. Chỉ khi ngồi ở đây, nàng mới cảm thấy đỡ lo lắng hơn một chút. Nữ nhân ăn mặc rất đẹp, khuôn mặt thanh tú gần như thu hút sự chú ý của tất cả những nam nhân có mặt, nên nàng không hề để ý đến một chiếc áo khoác nâu. Nam nhân gọi một cuộc điện thoại lần đầu khi nhìn thấy nàng bước vào cửa. "Đội trưởng, 9 giờ 7 phút, người đại diện bất động sản kia đã đến." "Biết rồi." Quy cúp máy. Mặt trời thiêu đốt ở New York đang tỏa nhiệt trên bầu trời Manhattan, mà ở hạ quốc đã về khuya. Gió đêm ở thị trấn Eren có vẻ lạnh lạ thường, gió đập mạnh vào kính, tạo ra những tiếng động lạ. Lão Di Lặc, à không, một ông già đang lúi húi tên là Lưu Tam Cẩu đang mò mẫm bật đèn trong phòng, lấy nửa chai rượu mạnh Tiểu Điệp Hoa Ngưu trong nhà bếp ra. Hắn sẽ uống một ít. Phải nói rằng rượu là một thứ tốt, ít nhất nó có thể làm cho hắn bớt khó ngủ khi thời tiết chuyển sang mùa đông vết thương trên người lão di lặc lại tái phát khiến ban đêm lão rất khó ngủ hôm nay thật vất vả mới ngủ được nhưng lại bị đánh thức bởi cuộc cãi vã dữ dội bên cạnh lão di lặc biết rất rõ tại sao nhà bên cạnh lại cãi nhau thanh niên tên lý thiên cẩu tính tình cứng như đá sau khi biết người ta lén chặt cây rừng hắn lập tức trả lại quà mà mọi người tặng đồng thời từ chối lời cầu xin và những giao dịch mới do những người này đề xuất mỗi ngày vào lúc tờ mờ sáng nam nhân với đôi chân sưng phù này bất chấp gió tuyết ông khẩu súng trường cổ lỗ sĩ ngồi trên chốt kiểm lâm nhắm mắt nghỉ ngơi vị trí này rất đặc thù đường có thể ra khỏi núi toàn bộ đều bị kẹt nên hành vi của lý thiên cẩu cũng trực tiếp khiến những người ở thị trấn eren này không thể kéo dù chỉ một khúc gỗ trên núi điều này quả thực giống như muốn giết bọn hắn bây giờ thành phố đang phát triển vượt bậc nhu cầu sử dụng gỗ rất khủng khiếp cứ một cây gỗ đường kính 30cm bị đốn được hơn 100 đồng, một ngày làm mấy chục cây cũng đủ cho cuộc sống mưu sinh một năm. Ngươi cắt đứt con đường phát tài của mọi người. Mọi người cắt đứt con đường sống của ngươi. Lão Di Lạc hiểu nguyên tắc này, lão tin rằng tên hậu bối thiên cẩu kia cũng hiểu, nhưng hắn vẫn làm. Lão Di Lạc tin tưởng về mặt đối kháng trực tiếp, không ai có thể bắt được Lý Thiên Cẩu đang cầm một khẩu súng trường. Cả đời hắn lăn lộn giang hồ, cũng đã chạm vào súng cả đời, hắn đã luyện được đôi mắt nhìn người cực chuẩn xác. Lão Di Lặc dám nói lúc còn trẻ chưa chắc mình đã hơn người này, cho dù là Hải Đông Thanh trước kia hay bao gồm tất cả vệ sĩ của Cẩm Tú bây giờ cũng không ai có thể thu phục được thanh niên này. Nên nhớ, đám người Hải Đông Thanh đã bao gồm cả mộ dung thanh thanh, người được mệnh danh là kỳ tài ngút trời trong đó rồi đấy, còn những tên nam nhân yếu nhất ở thôn trang này đều không là gì trước mặt thanh niên. Lưu Tam Cẩu tin chắc vào phán đoán của mình. Bởi vì hắn đã nhìn động tác sờ súng của thanh niên này cùng với vết chai trên vai trên tay, có thể mang theo một khẩu súng trường cũ kỹ đến mức không cách nào kiểm chứng tín hiệu cũng không có tầm nhắm chuẩn, lão Di Lạc đã rất kinh ngạc. Vì lý do này, hắn cũng đặc biệt hỏi han và nghe ngóng về những việc làm của thanh niên. Sau đó hắn đã hơi hiểu rõ. Sát thần giết 39 mạng người, một anh hùng xuất ngủ mà không có năng lực này thì làm sao có thể lập công trong những trận tinh phong huyết vũ đó? Nhưng thằng nhóc này đợi 3 năm này rồi lại 3 năm nữa, rốt cuộc lại trở thành kiểm lâm. Mức lương là 178 đồng, người chăm sóc duy nhất cho hắn là vợ hắn, Quế Hoa, đã trở thành một công nhân tạm thời với mức lương 75 đồng. Với tiếng ồn ào của Quế Hoa bên cạnh, lão Di lặc uống ngụm rượu đầu tiên trong đêm. Rất cay, giống như cuộc sống vậy lưu tam cẩu nhàn nhã uống cạn rượu và lắng nghe gió bắt hú ngoài cửa sổ hắn cảm thấy thật khác lạ người ta khi về già không thể tránh khỏi cảm giác cô đơn điều này càng đúng với lão di lặc lớn tuổi không con không cái là một người già không còn nhiều thời gian cuộc cãi vã bên cạnh không làm hắn khó chịu mà còn giúp hắn vơi đi rất nhiều nỗi cô đơn trong lòng cuộc cãi vã bên cạnh vẫn tiếp tục trên thực tế Nói một cách chính xác thì đây giống như một trận trúc giận đơn phương của Quế Hoa. Vợ Thiên Cẩu Bởi vì từ đầu đến cuối, Lý Thiên Cẩu không nói một lời. Chương 750 Bán mạng Eren rất thiếu nước, cách dân làng phản công là điều mà Lý Thiên Cẩu chưa bao giờ nghĩ đến. Bọn hắn đào đường ống nước trong nhà hắn, khóa giếng và để một vài ông già trông coi. Đối với mấy ông già tay run rẩy, thì người có thể bắn trúng một con chim cách xa 50 mét chỉ bằng cảm giác không cần nhắm như Lý Thiên Cẩu không thể làm gì bọn hắn, vấn đề còn lâu mới kết thúc. Sau khi phá hủy tất cả những nơi mà hắn có thể đào lấy nước. Những người này bắt đầu nghĩ đến những nơi khác. Ba cửa hàng nhỏ buôn bán những thứ liên quan đến quần áo, thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại đều bán cho hắn với giá cao, điều này làm cho cuộc sống vốn không dư giả của hắn càng thêm tồi tệ tóm lại tất cả mọi người đều xa lánh và tẩy chay gia đình hắn tất nhiên có những trường hợp ngoại lệ đó là là ông già họ lưu sống bên cạnh ông già họ lưu đó vẫn tỏ ra xa cách như trước không bao giờ nịnh nọt hay từ chối gia đình hắn vẫn luôn là trạng thái không xa không gần chỉ là có một lần động tác chơi súng quen thuộc của hắn ở sân bị lão lưu nhìn thấy ánh mắt của lão rất kỳ lạ làm cho lý thiên cẩu cảm thấy dường như từng có ai đó nhìn mình bằng ánh mắt như vậy lý thiên cẩu suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng đã tìm ra lý do ông già họ lưu đó trông rất giống đại đội trưởng năm xưa nhìn hắn khi hắn xuất ngủ lên xe bỏ đi lòng đầy tiếc nuối phải chi chân của ngươi muốn ở đây thì tốt rồi xét về võ thuật quân khu chúng ta không ai có thể giành được hạng nhất qua ngươi đây là điều mà người chỉ huy đại đội cũ đã nói lúc đó hắn hiểu sự hối tiếc của đại đội trưởng cũ nhưng hắn không hiểu sự hối tiếc của lão lưu sau khi mượn nước từ lão lưu vài lần, Lý Thiên Cẩu không bao giờ đến đó nữa. Không phải lão lưu không cho hắn mượn, mà là hắn đã hỏi thăm, lão lưu cũng là người bên ngoài, hắn sợ và lây cho người ta. Có gì phải như thế? Dù sao đã trải qua cuộc sống như vậy, người sống còn có thể bị nước tiểu làm cho ngột chết hay sao? Lòng tốt của Lý Thiên Cẩu khiến hắn không muốn để chuyện riêng của mình liên lụy đến ông già kỳ lạ đó. Hắn quyết định tự mình đi lấy nước và hắn chưa bao giờ tưởng tượng rằng mình sẽ nhặt những thứ hắn bỏ đi để uống một ngụm nước. Các kỹ năng nghe, theo dõi, đi đứng, ẩn nấp đã khắc sâu vào xương tủy của hắn, những kẻ thù hung hãn kia cũng không thể làm gì được hắn chứ đừng nói đến những người dân làng này. Nước đã có, nhưng cuối cùng cô vợ Quế Hoa đã bùng nổ. Nguyên nhân chính là hôm nay hắn ném 50.000 tệ mà Khổng lão Tam đưa tới vào mặt đối phương và đánh đuổi người đó ra khỏi nhà. Năm mươi nghìn tệ. Tiền giấy xanh rờn khiến nam nhân thiết huyết này nhất thời hơi thất thần. Sống lâu như vậy, hai nghìn tệ hắn cũng chưa từng thấy, huống chi là năm mươi nghìn. Ngươi sẽ hối hận. Khi khổng lão Tam nói những lời này, ánh mắt nhìn hắn rất nham hiểm, lý thiên cẩu hiểu ý của đối phương. Hành động hôm nay của mình có nghĩa là hai bên sẽ không còn khả năng làm hòa nữa. Hắn cảm thấy mình sẽ không hối hận, lão nương nợ ngươi tay hay chân hay đồ gì của ngươi con mẹ nó ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt đã nghèo lại còn sĩ ngươi giả vờ làm thánh nhân cái chó gì chứ từng câu từng câu từng câu như đau chém vào lòng vợ của thiên cẩu là người vô học nhưng khi mắng người thì lại có phách có nhịp có mùi có vị chẳng mấy ai nghe mà chịu được ta lên núi đây không có nhiều nước lát nữa không rửa chân cho con để lại uống đi lý thiên cẩu cảm thấy vợ cũng đã hả giận nên bỏ lại một câu rồi xoay người bước ra ngoài trong lòng hắn cảm thấy nghẹn ngào, cho dù gió lạnh trên núi có sắc như dao, hàng cây cũng sẽ khiến hắn cảm thấy vui vẻ. Vì vậy, những cái lạnh kia coi như không có gì. Sau khi đóng cửa sân, Lý Thiên Cẩu không người dựng cổ áo lên để có thể chống lại gió lạnh tối đa. Trên núi lạnh lắm, uống một chút rượu rồi hãy đi, Lý Thiên Cẩu đột ngột quay lại, khẩu súng trường của phía sau đã nằm trong tay hắn. Đây là vùng hẻo lánh, bản tính con người rất giả mang, Hắn vẫn rất cẩn thận. Lão Di Lạc liếc mắt, lắc lắc bình rượu trong tay nhìn thanh niên đang cảnh giác. Rượu là rượu ngon, đồ ăn cũng vô cùng tinh tế. Sau khi uống vài ly rượu, giống như cảm giác có lửa đốt trong bụng, lông mày Lý Thiên Cẩu giãn ra, đã lâu rồi hắn không cảm thấy thoải mái như vậy. Đang định làm gì, hai người im lặng uống rượu, câu nói đầu tiên của lão Di Lạc nói thẳng vào cốt lõi. Đi săn chứ có làm gì đâu. Lý Thiên Cẩu lắc đầu một hồi rồi mới trả lời, nâng ly uống một ngụm rượu mạnh, cầm một miếng thịt khô mà lão Di Lặc mua với giá cao từ một người chăn nuôi, nhúng một ít giấm nhét vào miệng, nhai ngấu nghiến rồi nuốt xuống, giọng nghe hơi cô đơn. Ta đi đây. Lý Thiên Cẩu không muốn nói ra câu trả lời trong lòng mà hắn sợ bị người ta xem là ngây thơ, hắn đứng dậy và nhìn lão lưu đầy ẩn ý. Tính tình hắn tuy bướng bỉnh nhưng lại rất thông minh và chu đáo qua bữa ăn này có thể thấy mức sống của ông lão này cao đến kinh người không phải ai cũng có thể uống rượu kiếm nam xuân có thể mua chân dê sấy khô mà tùy ý nhắm rượu tất nhiên ngoại trừ những người bán gỗ lớn suy nghĩ nhiều quá rồi lão di lặc là ai chứ hắn lập tức cảm nhận được sự nghi ngờ của lý thiên tẩu cười ha hả đáp trên thế giới này không phải chỉ có việc chặt gỗ mới có thể kiếm được nhiều tiền vậy đó là gì lý thiên tẩu nghiêm túc sửa sang lại giày của mình trên núi tuyết động nhiều không cẩn thận sẽ vấp vào mắt cá chân bán mạng cảm ơn các bạn đã nghe hết video này đừng quên nhấn nút like và nút đăng ký theo dõi kênh nhà đọc truyện để nghe những video mới nhất nhé